Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. chương 276 vần nhau với Phan Thiên. Cửa phòng là do đám vệ sĩ phụ trách canh giữ ở bên ngoài mở ra. Vừa rồi bọn họ nghe thấy sau cửa có tiếng động rất lớn, hơn nữa Phan Thiên còn gào lên như heo bị chọc tiết, tưởng là Phan Thiên bị Chu Nhược Mai và Ngô Vi đánh. Bọn họ vội vàng mở cửa phòng xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng đột ngột mở cửa phòng sẽ đụng phải Phan Thiên, khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, bọn họ đã trông thấy Phan Thiên đang ngã sấp trên mặt đất. Bọn họ cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Phan Thiên nằm trên mặt đất, bọn họ càng chắc chắn là Phan Thiên đã bị Chu Nhược Mai và Ngô Vi đánh. "Cậu Thành, cậu làm sao vậy? Cậu Thành, sao cậu lại ngã trên mặt đất thế này? Cậu Thành, cậu không sao chứ?" Đám vệ sĩ chạy vào nhau nhau hỏi thăm, bọn họ không biết rằng Phan Thiên ngã xuống đất là do bị cửa đập trúng là tai nạn do chính bọn họ tông cửa vào gây ra. Phan Thiên nhìn thấy là do chính vệ sĩ của mình mở cửa khiến mình ngã xuống đất, nhất thời nổi giận đùng đùng gầm lên, khốn kiếp. Ai cho chúng mày xông vào đây? Đám vệ sĩ nhìn thấy Phan Thiên nổi cơn tam bành, tất cả đều dương mắt nhìn nhau, không biết suốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Cậu Thành, vừa rồi chúng tôi nghe thấy tiếng hét của cậu, tưởng cậu có chuyện gì nên chúng tôi vào xem đã xảy ra chuyện gì. Một vệ sĩ giải thích. Đúng vậy, không phải cậu bị bọn họ đánh vào bụng hả? Cậu có cần chúng tôi giúp cậu dạy dỗ chúng nó không? Một vệ sĩ khác hỏi. Cút đi, tao có thể tự mình xử lý chúng nó, không ai mượn chúng mày xen vào chuyện của người khác. Cút mau đi, đóng cửa lại, Phan Thiên giận dữ giống lên. Dù sao thì Chu Nhược Mai và Ngô Vi có chắp thêm cánh cũng không thoát được, hắn ta không ngại chậm rãi chơi đùa với hai người các cô chẳng lẽ một người đàn ông như hắn ta mà ngay cả hai cô gái yếu đuối cũng không xử lý nổi sao hơn nữa không qua bao lâu nữa độc các cô chúng phải sẽ phát tác tùy ý mình thao túng cần gì đến đám vệ sĩ này giúp đỡ chứ chất độc trong không khí chỉ có tác dụng đối với phụ nữ không có tác dụng đối với đàn ông đám vệ sĩ nghe thấy phan thiên nói như vậy đành thức giận rời khỏi phòng đóng cửa lại sau đó tiếp tục canh giữ cửa lúc này phan thiên mới chật vật đứng dậy khỏi mặt đất sau đó lao thẳng về phía Chu Nhược Mai. Audio điện tử võ tấn bền. Chu Nhược Mai hét lên một tiếng, lại tránh thoát. Không gian trong phòng khách rất lớn, đủ để cô vờn nhau với Phan Thiên. Tất nhiên Ngô Vi cũng không nhàn rỗi, cô ta tìm kiếm vũ khí khắp nơi, dự định chờ đến khi Phan Thiên nhào về Chu Nhược Mai thì tấn công hắn ta từ phía sau. Phan Thiên loạn trà loạn choạng vì những bị thương liên tiếp, hoàn toàn không thể đuổi kịp Chu Nhược Mai. Phan Thiên đuổi theo một lúc nhưng không đuổi kịp Chu Nhược Mai, mệt đến mức thở hồng hộc. Bình thường hắn ta nghiện rượu, thiếu vận động, hơn nữa còn đang mang thương tích trong người, bây giờ mới chạy được một lúc thì hắn ta đã thành sức mệt như một con chó. Thấy không thể đuổi kịp Chu Nhược Mai, Phan Thiên liền thay đổi phương pháp, quyết định đuổi theo Ngô Vi, ra tay với cô ấy trước. Lúc này Ngô Vi vẫn chưa tìm được vũ khí vừa tay, thấy Phan Thiên đi lại đây thì đành phải bỏ chạy, không dám để hắn ta bắt được bình thường chu nhược mai và ngô vi cũng rất chú ý rèn luyện sức khỏe thỉnh thoảng họ sẽ đến phòng tập thể hình để rèn luyện khi còn đi học các cô cũng thường chơi mấy môn bóng rổ các loại nên sức khỏe rất tốt hai người cứ thế mà chạy xung quanh phòng vườn nhau với phan thiên hoàn toàn không mệt chút nào mà sau khi phan thiên đuổi theo các cô liên tục trong vài vòng hắn ta đã thở hồng hộc mệt không chịu được hắn ta không còn cách nào khác là dựa vào sau cánh cửa nghỉ ngơi một chút dù sao thì không khí trong phòng cũng có độc, đợi lát nữa Chu Nhược Mai và Ngô Vi sẽ không chạy được nữa, cho nên mình hoàn toàn không cần vội vàng. Điều mình nên làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt và chờ độc của các cô phát tác. Mà đúng lúc này, dầm, chương 277 Lê Uy Long, sao anh giờ mới đến? Một tiếng động lớn phát ra, cửa phòng đột nhiên bị người ta một chân đá bay. Do Phan Thiên dựa lưng vào cửa phòng, cửa phòng không hề có dấu hiệu báo trước gì đã bị đá bay ra, còn hắn ta thì bay theo cánh cửa. Cường độ lần này còn mạnh hơn lần trước rất nhiều. Phan Thiên trực tiếp bay về phía trước 3 mét, sau đó mới ngã sống xoài trên. Mặt đất như một con chó. Ôi khi Phan Thiên ngã xuống dưới đất còn kêu lên một tiếng kêu thảm thiết như heo bị thiến. Sự thay đổi hoàn cảnh đột ngột này khiến cho Chu Nhược Mai và Ngô Vi cũng đều kinh ngạc. Hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cửa, thì thấy từ hướng cửa xuất hiện một người đàn ông đằng đằng sát khí bước vào. Bên ngoài hành lang, những tên vệ sĩ kia người thì nằm ngang người thì nằm sấp bò trên mặt đất, khóc thét vì đau đớn. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Nhược Mai và Ngô Vi cũng đều rất vui mừng nhìn ra bên ngoài. Bởi vì người đàn ông đằng đằng sát khí kia chính là Lê Uy Long. Lê Uy Long rốt cuộc cũng đã đến cứu họ rồi. Chỉ cần Lê Uy Long đến, bản thân mình và Chu Nhược Mai đều sẽ được cứu cái con mẹ nó, ai cho tụi bay vào đây hả? Lúc Phan Thiên bị ngã dưới đất, lỗ mũi bị pha đập đến biến dạng, đau chết đi được, lại nổi giận quát mắng nói. Hắn ta vô cùng tức giận, mấy cái tên vệ sĩ này cứ tối ngày mở cửa ra để làm gì? Mở cửa cũng thôi, nhưng mà tại sao lần nào cũng thô lỗ đến vậy chứ? Lần nào cũng đụng vào ông đây làm ông đây cứ bị đá bay. Sau khi hắn ta chửi xong, lại không nghe thấy vệ sĩ của mình có lời đáp lại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ mấy tên vệ sĩ đó bị câm hết rồi hả? Thế là, hắn ta quay đầu lại nhìn xem thật hư chuyện như thế nào. Vừa nhìn một cái thấy cũng sao, chỉ là khi nhìn thấy sắc mặt giận dữ tràn đầy sát khí của người đàn ông đang đi vào. Người đàn ông này chính là Lê Uy Long. Phan Thiên nhìn thấy Lê Uy Long đã đến, ngay tức khắc bị dọa đến hồn bay phách lạc. Hơn thế nữa, mấy vệ sĩ của hắn ta người thì nằm ngang người thì nằm sấp ở bên ngoài cửa cả rồi. Lê Uy Long, sao anh giờ mới đến? Chu Nhược Mai oán trách. Lệ Uy Long nghe thế đổ cả mồ hôi như tắm, chẳng lẽ bản thân anh đã đến trễ rồi sao? Anh nhìn Chu Nhược Mai và Ngô Vi, nhìn thấy quần áo trên người họ vẫn còn nguyên, Phan Thiên Hẳn là chưa đạt được ý đồ của mình. Ben trả lời, từ lúc nhận điện thoại của em cho đến giờ chỉ mới 10 phút là anh đã đến, tốc độ như vậy là rất nhanh rồi đó. Dạ, cũng may là anh đến cũng nhanh đó, nếu không bọn em chắc chịu tội rồi. Chu Nhược Mai nói lê uy long nghe thấy chu nhược mai nói như vậy càng có thể xác định được là cô và ngô vi vẫn chưa bị phan thiên xâm hại bây giờ anh không rảnh tám chuyện với chu nhược mai anh đi đến chỗ của phan thiên phan thiên nhìn thấy lê uy long cả người bùng bùng sát khí đi đến ngay lập tức cả người hắn ta run lên lắp ba lắp bắp hỏi mày đừng đừng có qua đây hắn ta thật sự không thể hiểu được tại sao lê uy long lại nhanh như vậy đã tìm đến đây những vệ sĩ ở lầu một đâu sao lại không ngăn lê uy long lại lê uy long đương nhiên sẽ không vì phan thiên bảo anh không được qua thì anh sẽ ngoan ngoan không đi đến đó không lâu sau anh đã đến bên cạnh lê uy long mày muốn muốn làm gì phan thiên nhìn thấy lê uy long giống như vị thần chém giết tiến lại gần mình sau đó đứng bên cạnh mình hắn ta bị dọa đến sắp đái ra quần mày nhiều lần muốn ra tay với vợ tao tao phải giết chết mày để tránh những chuyện như vậy lại xảy ra lê uy long lạnh lùng nói xin đừng mà cầu xin anh hay tha cho tôi một lần này nữa đi sau này tôi hứa chắc chắn sẽ không dám nữa đâu trước đây tuy là phan thiên luôn miệng nói đã không tha thiết gì mọi chuyện yêu đương trên đời này nữa nhưng mà khi cái chết cận kề hắn ta vẫn rất là khiếp sợ bản năng muốn được sống vẫn cũng rất mạnh mẽ bây giờ xin tha mọi thứ đều đã muộn rồi lê uy long lạnh lùng nói sau đó anh nhấc chân lên rồi giảm đạp phan thiên xuống Chương 278 giết hay không giết cũng là một vấn đề khó. Chờ lát, đừng mà." Phan Thiên kêu lên một cách thê lương. "Mày còn lời gì muốn nói?" Lệ Uy Long ngừng chân, muốn nghe xem Phan Thiên trước khi chết còn muốn nói gì. "Chỉ cần anh không giết tôi, tôi có thể để nhà họ Phan hợp tác với tập đoàn Galaxy, giúp tập đoàn Galaxy vượt qua cửa ải khó khăn này." Phan Thiên nói, hắn ta biết tập đoàn Galaxy bây giờ đã đứng trước nguy cơ phá sản hắn ta lợi dụng điều kiện này nói không chừng có thể khiến lê uy long bỏ qua cho anh ta nhưng mà lê uy long lại nói tao không cần tập đoàn galaxy không có nhà họ phan tụi mày cũng sẽ vượt qua ải khó khăn thôi anh đừng cậy mạnh tập đoàn galaxy của vợ anh sắp phải phá sản chẳng lẽ anh không biết phan thiên hỏi tao không biết tôi chỉ biết sau này nhà họ phan bọn bây cầu xin hợp tác với tập đoàn galaxy nhưng không được lê uy long nói phan thiên vô cùng im lặng lệ uy long này thật sự đúng là kẻ ăn bám vô dụng công ty vợ mình đứng trước nguy cơ phá sản mà anh cũng không biết không hề cảm thấy có chút nguy cơ nào cũng không có ai ăn cơm chùa nhàn rỗi như thế anh không biết không sao anh có thể hỏi vợ anh một chút xem nếu như không được nhà họ phan bọn tôi giúp đỡ tập đoàn galaxy chẳng bao lâu sẽ phá sản phan thiên nói bọn bây dùng sự hợp tác giữa nhà họ phan và tập đoàn galaxy để lừa vợ tao tới đây à lệ uy long lập tức nghĩ tới điểm này nếu như không phải nguyên nhân này thì anh thực sự không nghĩ ra được vì sao Chu Nhược Mai và Ngô Vi đến khách sạn Thành Đạt. Chuyện này hoàn toàn là ý kiến ngu ngốc của mẹ tôi, không liên quan tới tôi. Phan Thiên vì giữ mạng mà khai cả mẹ của anh ta ra. Thì ra là mẹ mày bày kế, sau này hai mẹ con mày sẽ phải trả giá đắt, cả nhà họ Phan của mày cũng sẽ rơi vào ngõ cụt." Lệ Uy Long hung hăng nói. "Tôi chỉ làm theo ý của mẹ tôi, anh có thể xem là món nợ." Đi tìm mẹ tôi tính sổ đi. Bây giờ Phan Thiên chỉ muốn giữ mạng, chỉ cần giữ được mạng sống thì sẽ có thể nghĩ cách đối phó Lê Uy Long lần nữa. Tao đương nhiên sẽ đi tìm mẹ mày tính sổ, nhưng mày là kẻ thực hiện hành động này, sao tao có thể bỏ qua cho mày?" Lê Uy Long lạnh lùng nói. "Đừng, tôi không muốn chết." Phan Thiên nhìn thấy Lê Uy Long lại muốn ra tay thì lập tức sợ hãi đến nỗi mặt mày tái mét. "Lần trước ở nhà hàng Đại Thành, tao đã tha mạng cho mày." cho mày một con đường sống, bây giờ nghĩ lại hình như tao vẫn quá nhân từ rồi, mày vẫn chưa hết hy vọng với vợ tao, tôi nhất định phải diệt trừ tai họa về sau mãi mãi mới được." Lê Uy Long nói. "Vợ mình quá ngốc nghếch và ngây thơ, dễ dàng mắc lừa như vậy, giữ lại Phan Thiên thì sớm muộn vẫn còn bị anh ta lừa gạt, lần này nhất định phải mãi mãi diệt trừ tai họa về sau." "Đừng, không cần, mày giết tao thì mày cũng sẽ bị bắt, mày cũng phải đền mạng. Đến lúc đó vợ mày sẽ kết hôn với người khác." phan thiên chỉ muốn giữ mạng bắt đầu làm việc tư tưởng với lê uy long lê uy long đương nhiên sẽ không lo lắng giết người thì đền mạng anh ta đường đường là chiến thần thiên long giết chết một con em thế ra giống như đơn giản dẫm chết một con kiến ai dám hỏi nhưng chu nhược mai nghe phan thiên nói như vậy thì lo lắng sau khi lê uy long giết phan thiên sẽ phải đền mạng vĩnh thiên đừng kích động anh không thể giết anh ta nếu không anh bị xử bắn thì em phải làm sao chu nhược mai nói lê uy long bất lực mỗi lần anh muốn giết người thì chu nhược mai luôn dùng lý do này luôn lo lắng cô lại trở thành quả phụ chẳng qua nếu như mình giết phan thiên trước mặt mọi người thì thật sự sẽ có người dám tới tìm anh gây phiền phức người dám đánh anh này chính là ánh hạ hội trưởng mới của hiệp hội hộ pháp người này chính anh đã đích thân nâng cô ấy lên lấy tính cách công chính nghiêm minh của ánh hạ thì trăm phần trăm sẽ bắt giữ anh bây giờ anh vẫn chưa muốn công khai thân phận thật sự của mình nếu như bị ánh hạ bắt đi thì thật đúng là sẽ gây phiền toái. Chương 279 đánh Phan Thiên đến tàn phế. Phan Thiên nghe vậy thì trong lòng lập tức vui mừng, chỉ cần anh ta không chết thì chắc chắn sẽ vận dụng tất cả sức lực của nhà họ Phan để chơi chết cái tên Lê Uy Long này. Chỉ cần Lê Uy Long chết rồi thì sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để chiếm vợ của anh ta. Trong khi Phan Thiên đang tính toán thì đột nhiên Lê Uy Long nói, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phan Thiên nghe thấy Lê Uy Long nói như vậy thì lập tức bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, sau đó lại nơm nớp lo sợ hỏi, mày, mày còn muốn thế nào nữa? Vì để tránh cho sau này mày còn ý tưởng với vợ của tao thì tao sẽ đánh mày tàn phế. Lê Uy Long lạnh lùng nói. Phan Thiên lập tức bị dọa đến nỗi hồn vía lên mây, khóc kêu rên, đừng. Mày đã hủy mặt của tao rồi, nếu như lại đánh cho tao tàn phế vậy thì đơn giản là sống không bằng chết, mày bảo tao phải sống thế nào chứ? cầu xin mày tha cho tao lần này đi tao thật sự không dám nữa lần trước lúc ở nhà hàng đại thành mày cũng từng cầu xin tha thứ như thế này nên tao đã tha cho mày nhưng mà bây giờ mày lại phạm vào loại sai lầm này thì làm sao tao còn có thể tin tưởng mày được nữa chứ tao sợ mày không biết tao là người hung ác nên lần này chắc chắn phải để cho mày càng khắc sâu bài học kinh nghiệm này mới được lê uy long nói xong rồi lại giơ chân lên cứu mạng cứu mạng phan thiên kêu khàn cả giọng nếu như hắn ta bị đánh cho tàn phế thì sau này sẽ không thể chơi phụ nữ được nữa, nửa đời sau quả thực là sống không bằng chết. Mày kêu đi, xem như mày có kêu rách cả cổ hỏng thì cũng sẽ không có người tới cứu mày đâu, bởi vì vệ sĩ của mày đã bị tao đánh ngã hết rồi. Lê Uy Long nói, trong lòng Phan Thiên cảm thấy cực kỳ buồn đau, đây chính là những lời mà hắn ta thường nói mà không ngờ bây giờ lại bị Lê Uy Long lấy trộm. Cứu mạng, cứu mạng, Phan Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà hiện tại tất cả những người vệ sĩ kia đều bị thương nặng nằm ở bên ngoài cửa ra vào không đứng dậy nổi chỉ có thể đành chịu trơ mắt nhìn Phan Thiên bị Lê Uy Long tra tấn. Tất cả bảo vệ của khách sạn đều tập trung ở lầu 1, lúc này tất cả đều đã bị thiên thành, Hà Ngọc Lan đánh bị thương nặng ngã ở trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Trước đó toàn bộ tầng 12 đã được Phan Thiên dọn dẹp sạch sẽ không có một người khách nào, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không có. Cho nên hoàn toàn không có người tới cứu Phan Thiên. Phan Thiên ở trên địa bàn của mình có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng trước đó của Chu Nhược Mai và Ngô Vi khi kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay. Trong lòng của hắn ta đã sợ hãi tới cực điểm. Được rồi, đừng kêu nữa, đã nói là sẽ không có người tới cứu mày đâu. Lệ Uy Long nói xong bèn hung hăng đạp lên đúng quần của Phan Thiên. A! À, Phan Thiên lập tức phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương, sau đó lăn lộn đầy đất đau nhức đến nỗi chết đi sống lại. Cảnh tượng này làm cho Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều cảm thấy hơi thê thảm không nỡ nhìn. Thế nào gọi là người hung ác? Đây chính là người hung ác thật sự. Nếu như không phải bởi vì Chu Nhược Mai mở miệng cầu xin Lê Uy Long đừng giết Phan Thiên thì Lê Uy Long sẽ không chỉ đánh hắn ta trở nên tàn phế đơn giản như vậy mà sẽ trực tiếp lấy mạng của hắn ta. Sư Hân, Tổng Giám Đốc Ninh chúng ta đi thôi. Lê Uy Long đã đánh Phan Thiên tàn phế nên không muốn ở lại đây lâu, anh muốn nhanh chóng đi xuống lầu một xem tình hình chiến đấu ở đó như thế nào. Được, Chu Nhược Mai và Ngô Vi lấy lại tinh thần cùng với Lê Uy Long đi ra khỏi căn phòng. chương 280 bị ăn mắng. Khi đi ngang qua Phan Thiên, Chu Nhược Mai thậm chí cũng không có liếc lấy hắn ta một cái. Phan Thiên quá đê hèn và vô liêm sỉ, quá nham hiểm và độc ác, Chu Nhược Mai sẽ không bao giờ thông cảm cho hắn ta. Thà để hắn ta bị phế đi cũng tốt kẻo hắn ta luôn có ý đồ với mình. Chỉ khi phế đi mới có thể vĩnh viễn yên tâm hắn ta không thể làm gì được nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu rằng tử tế với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Khi những vệ sĩ ngã trên mặt đất nhìn thấy Lê Uy Long đưa Chu Nhược Mai và Ngô Vi ra khỏi phòng, họ sợ hãi đến mức bò xung quanh và nhường chỗ cho họ một lối đi. Khi đi về phía thang máy từ hành lang, Lê Uy Long không thể không hỏi Chu Nhược Mai và Ngô Vi tại sao hai người lại đến đây. Sáng nay Hồ Thanh Mai gọi cho em, nói rằng nhà họ Phan muốn hợp tác với tập đoàn Galaxy của chúng ta để giúp tập đoàn Galaxy vượt qua khó khăn và yêu cầu em đến đây lúc 7 giờ tối để bàn bạc với bà ta. Em nghĩ đó là sự thật nên đã nói với tổng giám đốc Tường Ninh đi với em. Chu Nhược Mai nói: "Sao em lại dễ dàng bị lừa như vậy? Người của nhà họ Phan là hạng người gì em không biết sao? Nhà họ Phan đã hợp tác với tập đoàn Vương Lôi rồi, giá mà tập đoàn Vương Lôi đưa ra rất cao." đối với bọn họ chỉ có lợi mà thôi, làm sao họ có thể hợp tác với tập đoàn Galaxy vào thời điểm này. Trước đây tập đoàn Galaxy đã dừng hợp tác giữa chừng với họ. Họ từ lâu đã ôm mối hận thù và hy vọng rằng tập đoàn Galaxy của chúng ta sẽ sớm phá sản. Làm thế nào họ có thể tốt bụng đến giúp tập đoàn Galaxy vượt qua khó khăn? Lệ Uy Long có chút tức giận, một hơi nói ra những lời này. Vì vợ anh quá dễ tin người, quá dễ bị lừa dối, nếu lần này không giáo dục cho tốt, lần sau sẽ tái phạm làm sao em biết được mẹ con huỳnh mai thúy và phan thiên lại nham hiểm và độc ác như vậy làm ra chuyện đê hèn như vậy đặc biệt là huỳnh mai thúy nói rất hay nói nhà họ phan có tầm nhìn dài hạn hợp tác với tập đoàn galaxy có thể đạt được lợi ích lâu dài bà ta nói hay như vậy chắc chắn mọi người sẽ tin nhưng ai có thể nghĩ rằng khi chúng ta đến khách sạn thành đạt huỳnh mai thúy lại không đến tắt điện thoại di động để cho con trai của bà ta là phan thiên đến xử lý chúng ta chu nhược mai cũng một hơi giải thích lòng người hiểm ác đáng sợ thương trường như chiến trường em cứ hồn nhiên như vậy không chừng em bị bán đi mà vẫn còn giúp người ta đếm tiền bài học lần trước ở túy tiên lâu em quên rồi sao sao lại bị hai lần liên tiếp vẫn bị người nhà này lừa lê uy long nói lần này chủ yếu là do tập đoàn galaxy đã đến trước bờ vực phá sản em muốn cứu tập đoàn galaxy quá thôi Quỳnh Mai Thúy bắt được tâm ý, đề nghị hợp tác với tập đoàn Galaxy vào lúc này, vì vậy nên em mới vô tình dính vào bẫy của bà ta. Chu Nhược Mai giải thích: "Anh đã nói với em rồi, tập đoàn Galaxy không cần em lo lắng, em không cần phải làm gì cả, cứ bình thường đi làm thôi, anh sẽ tìm cách giải quyết tập đoàn Vương Lôi." Lệ Uy Long nói. "Nhưng mà, em không thấy anh làm gì cả, làm sao anh có thể giúp em giải quyết tập đoàn Vương Lôi chứ?" Chu Nhược Mai bị Lệ Uy Long trách mắng phản bác lại Lê Uy Long. Anh làm việc bí mật vậy thì anh có nên nói cho em biết không? Hơn nữa em đến khách sạn Thành Đạt để gặp gỡ và bàn bạc với nhà họ Phan, sao lúc trước gọi cho anh, sao em không nói gì? Trước đây anh đối với Chu Nhược Mai là ngàn theo trăm thuật, đây là lần đầu tiên anh dạy dỗ Chu Nhược Mai. Bởi vì nếu cô lại ngốc nghếch làm ra chuyện như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, không phải lần nào anh cũng kịp đến cứu cô ngô vi thấy lê uy long và chu nhược mai chuẩn bị cãi nhau vội vàng khuyên giải được rồi hai người đừng cãi nhau nữa hiện tại không phải chúng ta đều không sao cả sao lê uy long tức giận nghe thấy giọng nói của ngô vi anh lại nói với cô ta cô cũng vậy quá ngu ngốc là tổng giám đốc tập đoàn galaxy tại sao cô lại trở nên ngu ngốc giống với vợ tôi chứ ngô vi bị mắng oan một hồi cô ta vẫn luôn nghi ngờ nhà họ phan dở trò nhưng là Chu Nhược Mai lại tự mình cầu xin cô ta đến cùng, cô ta không thể không đến sao. Nhưng cô ta không thể nói những điều này vì cô ta không muốn phản bội Chu Nhược Mai. Nếu cô ta nói ra, nhất định Chu Nhược Mai sẽ bị Lê Uy Long mắng một lần nữa nên cô ta đành phải im lặng chấp nhận. Và khi Chu Nhược Mai nghe thấy Ngô Vi bị Lê Uy Long mắng, cô đã tự nguyện thừa nhận không liên quan gì đến Tổng Giám Đốc Tường Ninh, đây là ý kiến riêng của em, em đã yêu cầu cô ấy đến chương 281 triệu đình tuy xuất hiện cứu giúp. Vậy thì em càng không có thuốc chữa được, suýt nữa em đã kéo tổng giám đốc tường ninh xuống nước rồi. Lệ Uy Long nói. Lệ Uy Long, anh đừng mắng tổng giám đốc nữa. Con người dù thông minh đến đâu cũng sẽ có lúc ngu ngốc. Cô ấy chọn tin tưởng hoàn toàn vào Huỳnh Mai Thúy là vì muốn cứu tập đoàn Galaxy. Nếu cô ấy luôn giữ một cái đầu tỉnh táo cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm nữa, như thế làm thế nào anh có đất thể hiện bản thân? ngô vi nói đã như vậy sau này mấy người sẽ chịu trách nhiệm gây chuyện tôi chịu trách nhiệm làm anh hừng cứu mỹ nhân tôi nói cho mấy người biết không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu sẽ có người tới cứu mấy người lần này nếu không phải gặp triệu đình vi trước nếu không phải lập anh ấy giải cứu mấy người trước mấy người thậm chí sẽ không có cơ hội gọi tôi tới giúp đỡ lê uy long nói khi lê uy long nhắc đến triệu đình vi cả chu nhược mai và ngô vi đều kinh hoàng một trận được rồi, Triệu Đình Tuy bây giờ thế nào? Chu Nhược Mai hỏi. Anh đi nhanh cứu Triệu Đình Tuy đi. Ngô Vi nói. Đừng lo lắng, anh ta sẽ không sao đâu, đã có người cứu anh ấy rồi. Lê Uy Long nói. Ai đang cứu Triệu Đình Tuy? Chu Nhược Mai hỏi. Đó là Thiên Thành và Hà Ngọc Lan. Lê Uy Long nói. Với Thiên Thành và Hà Ngọc Lan ở dưới tầng 1, Lê Uy Long cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này, ba người đã tới cửa thang máy, Lê Uy Long mở cửa thang máy. Sau đó cả ba cùng bước vào thang máy và đi thang máy xuống tầng dưới. Trong thang máy, Lệ Uy Long lại hỏi, tại sao Triệu Đình Tuy lại xuất hiện ở đây? Anh ấy đến đây để làm công việc dọn dẹp, trước khi chúng tôi bị Phan Thiên bắt vào phòng thì tình cờ nhìn thấy anh ấy. Sau đó anh ấy đã cứu và đưa chúng tôi xuống tầng dưới. Nhưng khi xuống tầng 1, chúng tôi đã bị bảo vệ của khách sạn chặn lại. Sau đó Triệu Đình Tuy đánh nhau với các nhân viên bảo vệ và chúng tôi đã bị các vệ sĩ của Phan Thiên bắt ở tầng 12, Chu Nhược Mai nói. Xem ra triệu đình tuy lần này thực sự ra tay giúp đỡ rồi. Nếu không, lần này không biết em sẽ gặp phải kết cục thảm hại như thế nào nữa. Lê Uy Long nói. Ừ, nếu không có anh ấy, em sẽ không có cơ hội gọi anh giúp đỡ. Chu Nhược Mai nói. Mong rằng sau bài học này, sau này em có thể trở nên thông minh hơn và đừng quá tin tưởng vào người khác nữa. Nếu không, sớm muộn gì em cũng sẽ gặp phải tai nạn khác. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một số người xấu sẽ không bao giờ thay đổi. Lê Uy Long nói một cách nghiêm túc. Em biết rồi, Chu Nhược Mai nói. Sau nhiều lần bị lừa dối như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu rằng sẽ có những người chỉ luôn có những suy nghĩ xấu. Lê Uy Long không muốn nói thêm nữa, anh cũng biết tập đoàn Galaxy đang lâm vào khủng hoảng, sắp bị phá sản, Chu Nhược Mai muốn tìm đối tác cứu tập đoàn Galaxy nên cô rất dễ rơi vào cái bẫy của Huỳnh Mai Thúy. Mọi người đều phải trải qua một số khăn, bị lừa gạt và chịu tổn thất trước khi họ có thể rút ra bài học cho mình. Là con gái nhà họ Chu, Chu Nhược Mai luôn trưởng thành trong nhà kính, chưa trải qua sóng to gió lớn gì cả nên cũng có ít kinh nghiệm đối phó, hiện tại vừa mới trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy, cô còn thiếu kinh nghiệm cũng là chuyện khá bình thường. Về phần Huỳnh Mai Thúy, kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này, Lệ Uy Long sẽ không để yên cho bà ta. Lúc này thang máy đã xuống tới tầng 1, vang lên một tiếng đinh, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều kinh ngạc nhìn tình hình bên ngoài đại sảnh. Chương 282 không thể từ chối. Bởi vì bọn họ nhìn thấy lúc này hơn 100 nhân viên bảo vệ trong đại sảnh đều nằm trên mặt đất, người bị thương, người bị tàn phế. Khách trong sảnh đã đi hết. Người phục vụ trong khách sạn chứng kiến cảnh ẩu đả vừa rồi. Lúc này đã trốn thật xa, không dám tới gần. Còn Lê Uy Long cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy tình huống này, vì anh đã đoán trước được nó. Với Thiên Thành và Hà Ngọc Lan, hai chiến binh mạnh mẽ với hơn 100 nhân viên bảo vệ thì có là gì? Thiên Thành và Hà Ngọc Lan vừa xử lý xong đám nhân viên bảo vệ này, khi họ chuẩn bị đi lên lầu để giúp Lê Uy Long thì thấy cửa thang máy mở ra. Lúc này, Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và Ngô Vi đã bước ra khỏi thang máy. Triệu Đình tuy chảy cả máu mặt, sướng sờ đứng nhìn. Bởi vì vừa rồi anh thấy được sức mạnh đáng sợ của Hà Ngọc Lan, hai người bắn nhanh như chớp, thực lực đáng sợ, thâm sâu khó dò, ngay lập tức cả đám bảo vệ này đều bị thương ngã xuống đất. Thực lực của họ so với chính mình mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nữa. Anh ta không ngờ lại gặp được một cao thủ như vậy ở thành phố Đà Lạt, cho dù bản thân mình không bị thương thì thực lực cũng không bằng một người trong số họ. Triệu Đình Tuy, anh có sao không? Chu Nhược Mai chạy tới hỏi. Tối nay Triệu Đình Tuy ra tay cứu cô và Ngô Vi, cô rất biết ơn Triệu Đình Tuy, nhìn thấy máu chảy khắp mặt Triệu Đình Tuy, anh ta bị thương nặng như vậy, cô cũng rất đau lòng. Tôi không sao, chị Dư Hân, chị không sao chứ? Triệu Đình Tuy cũng hỏi. Chúng tôi không sao, chồng tôi đã chạy đến cứu chúng tôi kịp thời. Chu Nhược Mai nói. Không có việc gì là tốt. Triệu Đình Tuy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều ổn lê uy long anh nhanh chóng đưa triệu đình duy đến bệnh viện điều trị đi chu nhược mai nói với lê uy long được rồi đình vũ đi thôi tôi đưa cậu đến bệnh viện chữa trị lê uy long bước tới nói triệu đình Tuy cứu vợ anh anh cũng rất biết ơn triệu đình duy anh ta vì cứu vợ mình mà bị thương đương nhiên phải đưa đến bệnh viện chữa trị vết thương nhỏ này tôi không cần đến bệnh viện đâu hai ngày nữa sẽ ổn thôi triệu đình tuy lo lắng đến bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền nên không muốn đi anh đã chảy máu rồi nếu không đến bệnh viện thì sao khỏi được chứ mau đi theo chúng tôi đến bệnh viện đi chu nhược mai nói nhưng em nghe nói đến bệnh viện tốn rất nhiều tiền em không có tiền triệu đình tuy xấu hổ nói khi nghe triệu đình tuy nói vậy tất cả mọi người đều đổ mồ hôi không sao đâu chị sẽ giúp em trả tiền thuốc men chu nhược mai nói em sao có thể để chị tiêu tiền, em sẽ rất xấu hổ đó. Lần trước em không có tiền để trả lại 2.000 đô cho chị rồi. Triệu Đình tuy xấu hổ nói. Em đã cứu tụi chị, chút tiền này tính là gì? Chị cho em 2.000 đô, em không cần trả lại cũng không cần để ở trong lòng. Chu Nhược Mai nói. Đi thôi, tôi có người quen ở bệnh viện, có thể chữa trị miễn phí cho cậu. Lê Uy Long nói. Triệu Đình tuy bị thương vì cứu vợ anh nên đương nhiên phải để Lưu Bảo Thông đích thân chữa trị. Được rồi, đi thôi. Triệu Đình tuy thấy không thể từ chối, đành phải đồng ý đến bệnh viện điều trị. Vì vậy, mọi người đã đỡ Triệu Đình tuy ra khỏi khách sạn. Các nhân viên bảo vệ ngã xuống đất, không ai dám ngăn cản. Nhân viên phục vụ khách sạn thấy Thiên Thành và Hà Ngọc Lan hung dữ như vậy, họ cũng không dám ngăn cản nữa. Khi đến bệnh viện, Lê Uy Long đã lái chiếc Lamborghini của Chu Nhược Mai và đưa Triệu Đình Tuy đến bệnh viện. Chu Nhược Mai và Ngô Vi cũng đi theo vào, vì Triệu Đình Tuy bị thương nặng nên mọi người đều muốn đến xem. chương 283 giúp người khác có việc làm. Triệu Đình Tuy bởi vì cứu bọn họ nên mới bị thương, đương nhiên bọn họ phải đi qua xem thử tình hình của anh ta thế nào. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đã lái chiếc xe Jeep thông thường cùng đi đến bệnh viện. Em gái của em ở đâu? Lúc trên xe, Chu Nhược Mai hỏi Triệu Đình Tuy: "Em ấy đang ở tại phòng trọ." Triệu Đình Tuy đáp: "Có cần đưa em ấy cùng đi đến bệnh viện thăm em hay không?" Chu Nhược Mai hỏi: "Không cần đâu, tuyệt đối đừng gọi em ấy đến đây." Triệu Đình Tuy vội nói. "Tại vì sao?" Chu Nhược Mai tiếp tục hỏi. "Bởi vì em không muốn em ấy biết em bị thương, nếu em ấy biết em bị thương nặng sẽ rất đau lòng." Triệu Đình Tuy trả lời: Chu Nhược Mai không ngờ được anh ta lại sợ em gái mình biết mình bị thương đến như vậy, chỉ đành nói, được rồi, vậy sau này em có dự định gì không? Em cũng không có dự định gì hết, khách sạn thành đạt chắc là em không quay lại đó được nữa rồi, ngày mai em sẽ đi tìm một công việc mới. Triệu Đình tuy nói, em không cần tìm nữa đâu, đợi vết thương của em khỏi hẳn rồi, thì hãy đến công ty của chị làm đi. Triệu Đình tuy nói, được vậy thì tốt quá, công ty của chị tên là gì? Triệu Đình Tuy vội hỏi. Chính là tập đoàn Galaxy, Chu Nhược Mai trả lời. Triệu Đình Tuy đến từ phía Nam Đà Lạt, cũng không biết cái gì gọi là tập đoàn Galaxy, nhưng mà nghe qua cái tên thì cũng đoán được đây là một công ty lớn. Thế là, anh ta lại hỏi, em đi đến công ty của chị làm việc thì em có thể nhận công việc gì? Học lực của em như thế nào? Có sở trường gì? Chu Nhược Mai hỏi. Em không học hành gì nhiều, cũng không có sở trường gì cả, triệu đình tuy thành thật nói chu nhược mai suy nghĩ một lát sau đó nói vậy thì đến công ty chị làm đội trưởng đội bảo an đi cũng vừa hay đội trưởng đội bảo an của công ty chị cũng vừa mới từ chức đang thiếu một đội trưởng bảo an em vừa mới vào làm đã được làm đội trưởng rồi hả em cũng chưa từng đi nghĩa vụ qua không phải là quân nhân xuất ngũ em có tài đức gì chứ lại có thể đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội bảo an triệu đình tuy vô cùng kinh ngạc chỉ dựa vào đêm nay em đã liều mạng cứu bọn chị thì em đã có đủ tư cách rồi hơn nữa võ nghệ của em cao cường thực lực phi thương có rất nhiều người đã từng đi nghĩa vụ cũng không phải là đối thủ của em vị trí đội trưởng bảo an này ngoài em ra không ai thích hợp hơn chu nhược mai khẳng định nói dạ vậy được rồi cảm ơn chị chu nhược mai đã tin tưởng em em nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc của đội trưởng đội bảo an triệu đình tuy cảm kích hứa với cô anh ta đang buồn rầu vì không có việc làm không ngờ được là chu nhược mai lại trực tiếp mời anh ta vào công ty cô làm đội trưởng đội bảo an không cần khách sáo em cố gắng làm tốt là được đúng rồi công ty có ký túc xá cho nhân viên em có thể đoán em gái mình vào ở cùng tại ký túc xá của công ty chị sẽ sắp xếp cho em một phòng ở thuộc loại phòng của quản lý nếu như em gái của em muốn đi làm cũng có thể đến công ty của chị làm việc chu nhược mai nói vậy thì quá tốt ạ Thật vô cùng cảm ơn chị, chị Dư Hân." Triệu Đình Tuy lại cảm kích nói, "Không cần khách sáo với chị như vậy." Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long nghe thấy Chu Nhược Mai sắp xếp công việc cho Tiết Dư Hân, anh đương nhiên sẽ không có ý kiến, nhưng chuyện nhỏ này cứ để cô tự mình quyết định là được. Triệu Đình Tuy thực lực phi thường, là một nhân tài hiếm có, anh cũng cảm thấy Triệu Đình Tuy làm đội trưởng đội bảo an cho tập đoàn Galaxy là vô cùng hợp lý, rất thích hợp với anh ta sau này nếu như chu nhược mai ở công ty có gặp chuyện nguy hiểm gì triệu đình tuy còn có thể giúp đỡ cô chấm lúc này trong gian phòng tổng thống ở khách sạn thành đạt những vệ sĩ của phan thiên nhìn thấy phan thiên đau đớn đến lăn qua lộn lại sắc mặt trắng bệch bọn họ ai cũng đều sợ hãi đến toát cả mồ hôi lạnh đi qua đi lại tán loạn hỏi thăm tình trạng của phan thiên đúng lúc này điện thoại trong tay của phan thiên vang lên một tên vệ sinh lấy điện thoại của hắn ta ra Phan Thiên vừa nhìn, là mẹ của mình gọi đến, bèn chịu đau nghe điện thoại. "Con trai Huy Thành, con với Chu Nhược Mai đã gạo nấu thành cơm chưa?" Hồ Thanh Mai nôn nóng hỏi. Chương 284 xảy ra chuyện ngoài ý muốn. "Mẹ," Phan Thiên kêu lên một tiếng, "con không có gạo nấu thành cơm với cô ta." "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn?" Hồ Thanh Mai nghe con trai kêu lên thì lập tức có cảm giác không bình thường. Vừa rồi lúc mắt nhìn thấy sắp làm được việc thì Lê Uy Long lại tới giết, cứu Chu Nhược Mai đi." Phan Thiên nói. "Cái gì? Lê Uy Long vậy mà giết tới? Xảy ra vấn đề ở khâu nào?" Hồ Thanh Mai kinh ngạc hỏi. Sau đó Phan Thiên nói một lần đầu đuôi sự việc cho Hồ Thanh Mai. Sau khi nói xong, Phan Thiên lại gào rú, "Mẹ, con chẳng những bị Lê Uy Long phá hủy gương mặt, bây giờ còn bị anh ta phế, sau này cũng không thể nói giối tông đường cho nhà họ Phan." con thực sự sống không bằng chết, con muốn nhảy lầu, kiếp sau gặp lại. Quỳnh Mai Thúy nghe vậy thì lập tức bị hù dọa, vội vàng khuyên nhủ Huy Thành: con đừng kích động, con tỉnh táo một chút. Bây giờ mẹ sẽ chạy đi tìm bác sĩ giỏi nhất cho con, chữa lành cho con. Con tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Mẹ, con bị thương vô cùng nghiêm trọng, không trị hết được. đều là ý kiến ngu ngốc của mẹ mà ra, khiến con trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Phan Thiên bắt đầu phàn nàn. Kế hoạch này vốn là không chê vào đâu được, xuất hiện tình huống này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ai có thể ngờ một công nhân vệ sinh vậy mà lại ra tay cứu Chu Nhược Mai? Ai có thể ngờ khách sạn chúng ta thế mà đầm rồng hang hổ, che giấu một cao thủ như lão tăng quét sát của thiếu lâm tự chứ? Quỳnh Mai thì tuyệt đối không ngờ rằng kế hoạch hoàn mỹ như vậy của bà ta mà kết quả thì con trai bà ta lại bị phế. Việc đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng, mọi thứ cũng không thể cứu vãn, con thật sự không muốn sống con chẳng những biến thành kẻ quái dị bây giờ ngay cả phụ nữ cũng không thể chạm vào con sống còn có ý nghĩa gì phan thiên nói giữ được núi xanh nào sợ không có củi đốt con nhất định phải chờ mẹ mẹ nhất định sẽ báo thù cho con huỳnh mai thúy nói được vậy mẹ nhanh đi đi con chờ mẹ mặc dù phan thiên nói muốn nhảy lầu như anh ta vẫn không có lá gan kia anh ta chỉ nói miệng mà thôi sau khi Lê Uy Long đưa Triệu Đình Tuy đến bệnh viện thì lập tức bảo Lưu Bảo Thông trị cho anh ta. Sau khi Lưu Bảo Thông xử lý vết thương ngoài ra cho Triệu Đình Tuy thì kiểm tra chút vết thương bên trong cho anh ta. Trong lúc kiểm tra vết thương bên trong thì Lưu Bảo Thông liền kinh ngạc nói, lúc trước cậu từng bị nội thương nghiêm trọng à? Đúng vậy, vì sao anh biết? Triệu Đình Tuy cũng kinh ngạc hỏi. Nói nhảm, tôi là thần y, sao tôi có thể không biết? Lưu Bảo Thông nói y thuật của bác sĩ Đại Thông thật sự giỏi giang, lúc trước tôi đến thành phố Đà Lạt thật sự bị nội thương rất nặng. Nếu không đêm nay những vệ sĩ ở khách sạn thành đạt kia, một mình tôi cũng có thể giải quyết bọn họ. Triệu Đình tuy nói, vết thương của cậu rất nghiêm trọng, nhất định phải kịp thời chữa trị mới được, nếu không sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lưu Bảo Thông là bác sĩ, mặc kệ Triệu Đình tuy bị thương thế nào, anh ấy chỉ biết chữa bệnh cho người ta. Mong rằng bác sĩ Đại Thông chữa trị cho tôi một chút. Triệu Đình Tuy nói: Nể mặt cậu cứu Chu Nhược Mai, tôi sẽ chữa trị cho cậu một chút. Lưu Bảo Thông nói: Cảm ơn bác sĩ Đại Thông. Triệu Đình Tuy cảm kích nói. Thế là sau đó Lưu Bảo Thông liền chữa trị nội thương cho Triệu Đình Tuy. Sau khi chữa trị xong, Lưu Bảo Thông còn lấy ra một viên thuốc màu đen cho Triệu Đình Tuy uống. Chu Nhược Mai và Ngô Vi chờ bên ngoài phòng khám lúc này dần dần cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, cảm thấy buồn ngủ. Vĩnh Thiên, cơ thể em có hơi không thoải mái, đầu óc quay cuồng, em muốn về nhà nghỉ ngơi, anh nhanh đưa em về đi." Gương mặt Chu Nhược Mai đỏ tới mang tai nói. "Tôi cũng vậy, buồn ngủ quá, tôi muốn đi về nghỉ." Sắc mặt Ngô Vi cũng đỏ hồng, sắp hôn mê. Lệ Uy Long nhìn thấy cơ thể Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều không thoải mái, sắc mặt lại ửng đỏ, tình huống này quá trùng hợp, anh lập tức cảnh giác. Hai người cùng xuất hiện tình huống này ắt có nguyên nhân cơ thể hai người đã không thoải mái thì bây giờ đúng lúc đang ở bệnh viện, có thể để bác sĩ đại thông kiểm tra một chút cho hai người. Lê Uy Long nói, chương 285 trúng thuốc. Lúc này Lưu Bảo Thông vừa vận đã điều trị xong cho Triệu Đình Tuy. Thế là Lê Uy Long dìu Chu Nhược Mai đi vào phòng bệnh đồng thời cũng để Hà Ngọc Lan dìu Ngô Vi đi vào. Thần y lạc nhanh kiểm tra cho hai cô ấy, hai người đột nhiên nói rất buồn ngủ đồng thời cũng xuất hiện tình trạng chóng mặt. Lê Uy Long nói, được, nhanh để các cô ấy ngồi xuống. Vợ của Lê Uy Long xuất hiện vấn đề nên Lưu Bảo Thông nào dám sơ suất. Sau khi Lê Uy Long để Chu Nhược Mai ngồi xuống thì Lưu Bảo Thông bèn ưu tiên kiểm tra cho cô trước. Lúc này tinh thần của Chu Nhược Mai và Ngô Vi đã không rõ ràng nữa. Sau khi kiểm tra Lưu Bảo Thông nói, anh Thiên, chị dâu trúng thuốc kích dục. Lê Uy Long lập tức nghĩ tới Chu Nhược Mai và Ngô Vi khẳng định là bị Phan Thiên đánh thuốc mê nên đến bây giờ mới bắt đầu phát tác bởi vì lần trước chu nhược mai đã từng bị phan thiên đánh thuốc ở nhà hàng đại thành vậy phải làm sao bây giờ anh nhanh chóng điều trị cho họ đi lê uy long nói anh thiên anh cũng có thể giúp chị ấy giải loại thuốc mê này lưu bảo thông nói tôi cũng không phải là bác sĩ thì làm sao giúp cô ấy giải chứ lê uy long hỏi hai người là vợ chồng nên cứ dùng loại chuyện mà vợ chồng thường hay làm để giải quyết là được rồi anh mau đưa chị dâu về nhà đi lưu bảo thông nói Hà Ngọc Lan ở bên cạnh nghe thấy thì mặt đỏ tim run không khỏi hơi căng thẳng. "Cút, bảo anh điều trị thì cứ điều trị đi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy." Lệ Uy Long đương nhiên hiểu rõ ý của Lưu Bảo Thông nhưng mà anh sẽ không thừa dịp chu nhược mai trúng thuốc mê mà làm loại chuyện đó với cô. "Được thôi, vậy thì tôi sẽ cho họ uống thuốc giải." Lưu Bảo Thông thấy Lệ Uy Long không tiếp thu đề nghị của mình thì cũng không dám nói thêm gì nữa, anh ấy đành phải lấy một số loại thuốc từ trong hộp thuốc ra bắt đầu điều chế thành thuốc giải tại sao họ lại bị trúng thuốc mê lê uy long hỏi do đối phương đánh thuốc mê vào trong không khí nên họ mới hít phải lưu bảo thông vừa điều chế thuốc giải vừa nói hóa ra là như vậy rốt cuộc thì lê uy long cũng hiểu rõ bởi vì trước đó chu nhược mai và ngô vi dạo chơi trong phòng tổng thống một thời gian tương đối ngắn nên chỉ hít trúng ít thuốc mê vì vậy đến bây giờ họ mới bắt đầu phát tác sau khi lưu bảo thông điều chế thuốc giải xong thì đưa cho chu nhược mai và ngô vi uống chỉ chốc lát sau thuốc mê mà họ hít chúng đã được giải loại độc nhỏ này ở trước mặt lưu bảo thông trước hoàn toàn giống như là một bữa ăn sáng mà thôi rốt cuộc thì vừa rồi em bị sao vậy sau khi chu nhược mai tỉnh táo lại bèn hỏi đúng vậy vừa rồi tại sao đột nhiên tôi lại hôn mê chứ ngô vi cũng không hiểu hỏi vừa rồi hai người đã bị đánh thuốc mê ở trong khách sạn thành đạt lê uy long nói bọn em không ăn không uống gì ở trong khách sạn thành đạt thì sao lại bị người ta đánh thuốc mê chứ chu nhược mai hỏi đó là do thuốc mê được bỏ vào trong không khí hẳn là trước đó phan thiên đã xịt thuốc gì đó ở bên trong phòng tổng thống lê uy long nói chu nhược mai và ngô vi nghe thấy lê uy long nói như vậy thì đều bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch trong không khí cũng có thể đánh thuốc kích dục thì thật sự là khó lòng phòng bị cũng may là đã được cứu ra nếu không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi Lúc này Huỳnh Mai Thúy và Phan Kiệt dẫn theo một đám người chạy tới phòng tổng thống của Phan Thiên. Chương 286 chuẩn bị về nhà. Huỳnh Mai Thúy và Phan Kiệt nhìn thấy con trai của họ nằm trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, đau khổ không chịu nổi, nhất thời vô cùng đau lòng. Huy Thành, con có sao không? Huỳnh Mai Thúy quỳ xuống bên cạnh Phan Thiên và lo lắng hỏi. Mẹ ơi, con đau lắm, con sắp chết mất." Phan Thiên nói. "Cố lên, mẹ đưa con đến bệnh viện ngay bây giờ." Huỳnh Mai Thúy nói. Sau đó, bà ta lo lắng nói với những người đi cùng, mau đưa cậu chủ xuống dưới, đưa đến bệnh viện chữa trị. Những người trong gia đình họ phan ngay lập tức bế Phan Thiên ra khỏi phòng. Mấy người làm cái quái gì vậy? Sao lại để cậu chủ thành ra nông nỗi này chứ? Phan Kiệt tức giận hỏi mấy tên vệ sĩ đang nằm dưới đất. Cái tên Lệ Huy Long kia thật sự lợi hại, chúng ta không thể đánh bại anh ta. Đúng vậy, sức mạnh của anh ta quá kinh khủng, một chiêu đã khiến tất cả chúng tôi bị thương. Vừa rồi anh ta còn âm thầm đi đến sau lưng chúng ta. Tôi còn không kịp phản ứng, liền bị anh ta làm bị thương. Các vệ sĩ lần lượt nói. Vừa rồi khi Lê Uy Long chạy đến tầng 12 để cứu Chu Nhược Mai, anh nhìn thấy một nhóm vệ sĩ lớn canh giữ lối vào của khu tổng thống, anh biết rằng Chu Nhược Mai và Ngô Vi bị nhốt trong phòng này, vì vậy anh vội vàng xông về phía những vệ sĩ này mà không cần hỏi gì không ai trong số những vệ sĩ này có thể phản ứng kịp thì họ đã bị lê uy long hạ gục lê uy long này thực sự mạnh như vậy sao phan kiệt hoài nghi đúng vậy tôi làm vệ sĩ nhiều năm như vậy chưa từng thấy người nào mạnh như vậy một tên vệ sĩ nói nếu lê uy long không lợi hại lẽ nào chúng tôi tình nguyện bị anh ta đánh đến mức thương nặng như vậy chứ một vệ sĩ khác nói phan kiệt hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng tin lời của những vệ sĩ này bởi vì những tên vệ sĩ này đều là vệ sĩ chuyên nghiệp đương nhiên sẽ không cố ý làm cho huy thành bị thương nặng cũng gửi những người vệ sĩ này đến bệnh viện điều trị phan kiệt nói với mấy người nhà họ phan được người nhà họ phan đỡ những vệ sĩ bị thương lên phan kiệt thấy con trai mình đã bị mang ra khỏi phòng nên cũng đi theo ra khỏi phòng các nhân viên bảo vệ bị thương ở sảnh tầng một cũng được đưa đến bệnh viện lúc này trong bệnh viện hiện tại mọi người đều ổn chúng ta trở về đi. Lê Uy Long nói, đúng rồi, Triệu Đình Tuy, em sống ở đâu, chúng ta đưa em về nhà trước, Chu Nhược Mai nói, không cần đưa đâu, tự em có thể tự quay về được. Triệu Đình Tuy không muốn làm phiền Chu Nhược Mai thêm nữa. Không sao, em bị thương nặng như thế, chúng tôi sẽ đưa em trở về. Chu Nhược Mai nói, ừm, um, cảm ơn chị Dư Hân, Triệu Đình Tuy thấy Chu Nhược Mai nhất quyết muốn đưa nên đành phải đồng ý. Kết quả là mọi người cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện, Thiên Thành và Hà Ngọc Lan cũng đi theo. Khi đi ra lối ra vào bệnh viện, họ thấy người của Phan Thiên đang bế Phan Thiên vào. Phan Thiên đã bị sốc khi nhìn thấy Lê Uy Long, Triệu Đình Tuy, Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đi cùng nhau. Những vệ sĩ bị thương do Triệu Đình Tuy và Lê Uy Long cũng rất sửng sốt. chương 287 bắt Huỳnh Mai Thúy để hỏi tội những nhân viên bảo vệ bị thương do Thiên Thành và Hà Ngọc Lan gần như đều quay đầu bỏ chạy. Bố, mẹ, đó là Lê Uy Long, là anh ta đã làm con tàn phế. Phan Thiên run rẩy nói. Phan Kiệt và Huỳnh Mai Thúy vô cùng tức giận khi nhìn thấy kẻ thù đã làm con trai họ tàn phế. Lệ Uy Long, thật là oan gia ngõ hẹp, mày không chỉ hủy mặt của con trai tao, mà còn làm nó tàn phế. Tao sẽ không để yên cho mày đâu, Huỳnh Mai Thúy hung dữ nói con trai bà nhiều lần đánh chủ ý lên người vợ tôi tôi hủy mặt nó là nó gieo gió gặt bão thôi đêm nay bà biết nó bày kế hãm hại vợ tôi mà bà còn nhân nhượng không nói gì tôi làm thế với nó đã là hình phạt quá nhẹ nhàng rồi nếu như còn có lần sau thì đừng trách tôi nhẫn tâm lê uy long cảnh cáo một đứa ở rể vô dụng mà thôi hại người như vậy mà còn nói năng hùng hồn thế thật sự là buồn cười tao sẽ không để yên cho mày đâu Huỳnh Mai Thúy tức giận nói. Bà thật là nham hiểm độc ác, bày ra mưu hại vợ tôi, lại còn không biết hối cải. Tôi đang tính tìm bà tính sổ, nếu chúng ta đã oan ra ngõ hẹp, gặp nhau ở đây thì chúng ta hãy giải quyết luôn ở đây đi. Lệ Uy Long không muốn để đến ngày sau tìm Huỳnh Mai Thúy tính sổ, đã là oan ra ngõ hẹp, không thể buông tha cho nhau được thì hôm nay ở đây sẽ giải quyết triệt để luôn. Đứa con rể vô dụng như mày quá kiêu ngạo rồi, lên cho tôi, đánh chết nó. Huỳnh Mai Thúy hét lên như một người đàn bà tranh chua, mong muốn báo thủ cho con trai. Thiên Thành, Hà Ngọc Lan lập tức đứng ở bên cạnh Lê Uy Long, sát khí bốc lên nồng nặc, sẵn sàng chiến đấu. Những nhân viên bảo vệ bị thương bởi Thiên Thành và Hà Ngọc Lan, nhìn thấy Thiên Thành và Hà Ngọc Lan, như chuột gặp mèo, họ sợ hãi chạy xung quanh. Những vệ sĩ đã nếm mùi của Lê Uy Long và Triệu Đình tuy cũng thu mình lại như rùa rụt đầu. Tuy nhiên, những người nhà họ phan nghe được lệnh của Huỳnh Mai Thúy, không biết sống chết, họ lại vội vàng chạy lên. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan ngay lập tức lao ra như quỷ. Triệu Đình tuy bị thương nặng, thấy Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đã ra tay nên anh ta không muốn ra tay nữa. Bởi vì vừa rồi anh đã thấy được thực lực của Thiên Thành và Hà Ngọc Lan, nên để bọn họ ra tay là đủ rồi. Bùm bùm, bùm bùm, a hát hát hát, chưa đầy 3 giây đồng hồ, những người nhà họ Phan kia đều bị Thiên Thành, Hà Ngọc Lan hạ xuống đất, đau đớn kêu gào thảm thiết. Huỳnh Mai Thúy và Phan Kiệt ngạc nhiên vô cùng khi chứng kiến tình huống này. Họ không thấy Thiên Thành và Hà Ngọc Lan Red Eye như thế nào, và tất cả các thành viên nhà Tống thì đều ngã xuống đất. Đến bây giờ họ mới nhận ra rằng Thiên Thành và Hà Ngọc Lan có sức mạnh như thế nào, và cuối cùng cũng biết tại sao hơn 100 nhân viên bảo vệ trong khách sạn lại bị họ đánh bại. Loại sức mạnh này thực sự rất đáng sợ không có gì lạ khi các nhân viên bảo vệ nhìn thấy hai người này như chuột thấy mèo chạy trốn chết anh thiên phải làm gì với người phụ nữ này bây giờ thiên thành chỉ vào huỳnh mai thúy và hỏi lê uy long người phụ nữ này suýt chút nữa đã hại được vợ tôi chắc chắn không thể tha bắt lại lê uy long nói vâng thiên thành bắt huỳnh mai thúy vẫn còn đang chết lặng huỳnh mai thúy tỉnh táo lại bà ta sợ hãi run rẩy hỏi lê uy long mày định làm gì Phan Kiệt cũng hoàn hồn, hét vào mặt Lê Uy Long, mau buông vợ tôi ra. Vợ ông nham hiểm và hung ác, lòng dạ rắn rết như rắn cạp nong. Tôi nhất định phải trừng phạt bà ta, để bà ta nhớ cho kỹ, vợ Lê Uy Long không phải loại muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được Lê Uy Long lạnh lùng nói. Phan Thiên đã chứng kiến những thủ đoạn tàn nhẫn của Lê Uy Long, nhìn thấy mẹ mình bị bắt, hắn ta không dám kêu một tiếng. Vào lúc này, Huỳnh Mai Thúy đã được đưa đến trước mặt Lê Uy Long bởi Thiên Thành. Mày muốn làm gì? Làm gì?" Khi Huỳnh Mai Thúy nhìn thấy Lệ Uy Long như hung thần ác sát, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi. Chương 288 tát vào mặt Huỳnh Mai Thúy. "Quỳ xuống." Lê Uy Long lạnh lùng nói. "Anh cảm thấy từ khi tiêu diệt nhà họ Trương, gần đây anh ta tốt bụng đến mức khiến những tên hề này đã nhảy lên đầu mình làm loạn lần. Chắc anh phải tắm máu một lần nữa để làm cho những tên hề nhảy nhót này sợ hãi mới được. Nếu không những người này sẽ không biết sợ là gì cái gì tao là con dâu nhà họ phan mày thật sự muốn tao quỳ gối trước mặt mày huỳnh mai thúy tức giận nói tôi cho bà một cơ hội để cho ngươi quỳ xuống nhận lỗi nếu bà không tự mình quỳ xuống đừng trách tôi không khách sáo lê uy long nói tao là con dâu nhà họ phan mày muốn tao quỳ trước đứa ở rể vô dụng như mày thì mày cứ nằm mơ đi Huỳnh Mai Thúy cảm thấy nếu quỳ gối trước Lệ Uy Long ở cửa bệnh viện thì thật đáng xấu hổ. Không chỉ mất mặt mà còn làm mất mặt nhà họ Phan. Tôi không quan tâm bà là ai, nếu bà làm sai, bà nên bị trừng phạt." Lệ Uy Long nói. "Tao chính là không quỳ, muốn tao quỳ, không có cửa đâu." Huỳnh Mai Thúy nói. "Bắt bà ta quỳ xuống." Lệ Uy Long không muốn nghe Huỳnh Mai Thúy nói nhảm nữa, nói thẳng với Thiên Thành. Thiên thành nhanh chóng đá vào bắp chân trái và phải của Huỳnh Mai Thúy từ phía sau. A, à, Huỳnh Mai Thúy kêu lên một tiếng, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, Phan Kiệt rất lo lắng, vội vàng chạy tới nói, "Lệ Uy Long, mày thật quá đáng, để vợ tôi đi ngay lập tức. Nếu không, nhà họ Phan của tao sẽ không bao giờ tha cho mày." "Vợ ông, con trai ông suýt nữa hại vợ tôi. Không dạy dỗ con trai cho tốt thì đừng hồn ào nữa, cả tôi cũng bắt ông quỳ xuống đấy." Lê Uy Long lạnh lùng nói. Phan Kiệt đã biết thực lực của Lê Uy Long và những người xung quanh, nghe những lời như thế này của Lê Uy Long, anh không dám nói thêm gì nữa. Chuyên Chu Nhược Mai hôm nay bị Huỳnh Mai Thúy lừa đến khách sạn Thành Đạt, vì chuyện này mà suýt chút nữa thì mất thân thể, cô còn suýt khiến Ngô Vi cũng mất thân theo. Nhìn thấy Huỳnh Mai Thúy bị ép quỳ trước mặt Lê Uy Long, vào lúc này, cô sẽ không còn cầu xin cho Huỳnh Mai Thúy nữa bởi vì âm mưu thâm độc mà huỳnh mai thúy đặt ra đêm nay quá thâm độc nếu phan thiên thành công cô và ngô vi sẽ chết mất những kẻ nham hiểm và độc ác như huỳnh mai thúy cần phải trừng trị thích đáng mọi người ra vào ở cổng bệnh viện khi nhìn thấy huỳnh mai thúy con dâu nhà họ phan đang quỳ trước mặt lê uy long họ đều chạy lại xem lê uy long mày kiêu ngạo cái gì tập đoàn galaxy của vợ mày sắp phá sản rồi nếu mày thực sự yêu vợ mình và không muốn công ty của vợ mình phá sản Hãy để vợ mày ly hôn với mày và cưới con trai tao, nhà họ Phan của tao có thể giữ cho tập đoàn Galaxy đứng vững." Dù Huỳnh Mai Thúy buộc phải quỳ nhưng miệng bà ta vẫn rất cứng. Lệ Uy Long nghe được Huỳnh Mai Thúy nói lời này, vô cùng tức giận nói, "Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng hôm nay tôi phá lệ một lần." Nói xong, Lệ Uy Long tát bà ta một cái. Bốp. Một tiếng bốp, Huỳnh Mai Thúy bị Lệ Uy Long tát. "A, à, Huỳnh Mai Thúy đột nhiên hét lên một tiếng." Bị bay đi vài mét trước khi ngã xuống đất, sau đó lăn trên mặt đất thêm vài vòng rồi mới dừng lại. Cảnh tượng đột một này khiến cả Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều sợ hãi, họ không ngờ Lê Uy Long lại tàn nhẫn đến mức cả phụ nữ cũng đánh. Nhưng mà Huỳnh Mai Thúy này thật sự là đáng ghét, bọn họ không những không cảm thấy Lê Uy Long quá đáng, mà còn cảm thấy cái đánh vào mặt bà ta của anh đặc biệt hả giận. Thanh Mai, Phan Kiệt bị sốc khi thấy vợ mình bị Lê Uy Long tát vào mặt hét lên và chạy về phía Huỳnh Mai Thúy. Lúc này trên người Huỳnh Mai Thúy đã phủ đầy bụi, miệng chảy máu. Chương 289 công việc mới. Ở trước mặt đám đông bị Lê Uy Long đánh đến thê thảm như vậy, đầu óc của bà ta đã thẹn quá quá giận, lại không dám tìm Lê Uy Long để tính sổ, chỉ có thể chúc giận lên Phan Kiệt nói: "Phan Kiệt, ông có phải là đàn ông hay không?" Lê Uy Long cái thằng khốn đó ở trước mặt bao nhiêu người đánh vợ của ông, ông còn không nhanh đi liều mạng với thằng đó. Phan Kiệt nhìn Lê Huy Long, lại nhìn những người của nhà họ Phan đã bị Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đánh xong nằm la liệt dưới đất, ông ta thấy cảnh này rồi làm sao còn có cái gan đi liều mạng với Lê Huy Long. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, bà xã à, hảo hán không nên chịu thiệt trước mắt, sau này lại tìm nó để tính sổ. Phan Kiệt nói. Tại sao ông so với cái phế vật Lê Huy Long đó càng phế thải hơn vậy? Ông thật sự là một tên phế vật vô dụng. Huỳnh Mai Thúy hung giữ quát mắng chồng mình. Phan Kiệt bị mắng đến ngượng đỏ mặt, nhưng do cho Huỳnh Mai Thúy có mắng chửi ông ta thế nào, ông ta cũng không dám đi liều mạng với Lê Uy Long. Lê Uy Long cũng không muốn dưới sự chứng kiến của mọi người mà ra tay tiếp tục dạy dỗ Huỳnh Mai Thúy, liền nói với mọi người, chúng ta đi thôi. Thế là, những người của Lê Uy Long cũng đi theo anh Hiên ngang rời đi, rồi mọi người lần lượt lên xe. Phan Kiệt và Huỳnh Mai Thúy nhìn thấy nhóm người của Lê Uy Long hiên ngang đi như thế, cũng không có cách nào đợi sau khi Lê Uy Long đi khỏi, Phan Kiệt mới dẫn đám vệ sĩ bị thương của nhà họ Phan đi vào bệnh viện. Chấm. Chị Dư Hân, sau khi trải qua đợt điều trị của bác sĩ Lưu Bảo Thông, em đã không sao nữa rồi, ngày mai em sẽ đến công ty của chị để đi làm nha. Trên xe, Triệu Đình tuy nói. Em không nghĩ thêm mấy ngày nữa đi rồi hãy đi làm. Chu Nhược Mai quan tâm hỏi. Không cần đâu chị, em muốn đi làm sớm chút, xíu vết thương này có là gì đâu. Triệu Đình tuy muốn sớm đi làm để có thể sớm nhận được đồng lương. Được thôi, vậy ngày mai em đi đến tập đoàn Galaxy làm việc đi. Chị sẽ cho em số điện thoại của chị, ngày mai em đến tập đoàn Galaxy thì gọi cho chị. Chu Nhược Mai nói, nhưng mà, em không có điện thoại. Triệu Đình tuy nói, như vậy đi, ngày mai chị sẽ đến đón em, trực tiếp đưa em đi làm. Chu Nhược Mai nói, để bà chủ đích thân đi đón, em thấy hơi ngại. Triệu Đình tuy nói. Không sao, đêm nay em đã cứu chị, lại còn khách sáo với chị làm gì." Chu Nhược Mai nói. "Dạ vậy được ạ, à, thật là cảm ơn chị lắm. Chị Dư Hân, chị thật đúng là quý nhân của em." Triệu Đình Tuy vui mừng nói. Lệ Uy Long chờ Triệu Đình Tuy đến căn phòng trọ mà anh ta thuê, rồi lại tiếp tục đưa Ngô Vi về nhà. Triệu Đình Tuy đi lên lầu, khi về đến chỗ ở tạm thời của mình, em gái của anh ta Triệu Khánh Ngọc vẫn còn chưa ngủ. "Anh hai, không phải anh đi làm đêm sao tại sao nhanh như vậy đã quay về rồi triệu khánh ngọc nhìn thấy anh hai đột nhiên quay về kinh ngạc hỏi em gái anh hai đã có công việc mới rồi không ở cái khách sạn đó làm nhân viên dọn vệ sinh nữa triệu đình tuy vui mừng nói triệu khánh ngọc nhìn thấy trên đầu của triệu đình tuy có bôi chút thuốc trên chắn còn sưng lên một cục trên tóc còn dính chút máu mở to mắt kinh ngạc hỏi sao trên đầu anh hai lại có nhiều vết thương vậy có phải là lại đi đánh nhau với người ta đúng không bị đuổi rồi phải không đúng là có đánh nhau với người ta chỉ là không phải anh bị đuổi mà chính là anh không thèm làm cho ông chủ đó nữa triệu đình tuy nói anh hai anh rất khó mới tìm được một công việc đàng hoàng tại sao lại không biết trân trọng lại còn đi đánh nhau với người ta nữa giọng điệu của triệu khánh ngọc như đang trách mắng anh ta chính bởi vì đêm nay đánh nhau là trận đánh lộn từ khi anh được sinh ra cho đến nay, đánh có giá trị nhất. Triệu Đình Tuy bắt đầu vòng vo nói. Anh nói khoát, đánh nhau thì có giá trị gì chứ? Đánh nhau chỉ tăng thêm càng nhiều kẻ thủ mà thôi, anh cứ tối ngày đánh nhau, cẩn thận ngay cả thành phố Đà Lạt cũng không ở nổi. Triệu Khánh Ngọc nói. chương 290 ngày đầu đi làm. Em gái, lần này anh đánh nhau với người ta là bởi vì cứu một người rất quan trọng. Triệu Đình Tuy nói. Người quan trọng nào, Triệu Khánh Ngọc hỏi, em đoán xem anh cứu ai? Triệu Đình tuy cố làm ra vẻ bí ẩn. Chúng ta chẳng quen ai ở thành phố Đà Lạt này, sao em biết được anh cứu ai chứ? Triệu Khánh Ngọc nói, chính là chị Dư Hân hai đêm trước cho chúng ta 200 triệu đấy. Triệu Đình tuy nói, cái gì, anh thế mà lại gặp được chị Dư Hân? Triệu Khánh Ngọc vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, anh cũng bởi vì cứu chị Dư Hân mà đánh nhau với người ta. Triệu Đình tuy nói đầu đuôi câu chuyện như thế nào chị dư hân gặp nguy hiểm gì vậy triệu khánh ngọc hỏi sau đó triệu đình tuy liền kể chuyện đã xảy ra ở khách sạn thành đạt đêm nay kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho triệu khánh ngọc nguy hiểm thật may mà anh cứu chị dư hân chị dư hân đã từng giúp chúng ta anh cứu cô ấy là đương nhiên anh cứu chị dư hân nên mới đánh nhau với người ta em sẽ không truy cứu anh đâu triệu khánh ngọc nói ừ dư hân còn bảo anh ngày mai tới công ty cô ấy làm bảo anh làm đội trưởng an ninh triệu đình tuy nói vậy thì thật tốt quá làm đội trưởng an ninh lợi hơn làm công nhân vệ sinh nhiều triệu khánh ngọc nói đúng vậy ngày mai chị dư hân sẽ tới đón chúng ta đồng thời đưa chúng ta tới ký túc xá công ty ở triệu đình tuy nói ngay cả em cũng có thể ở ký túc xá của công ty sao triệu khánh ngọc hỏi đúng vậy chị dư hân còn nói nếu như em cũng muốn đi làm thì có thể sắp xếp công việc cho em triệu đình Tuy nói thật tốt quá em cũng phải đi làm xem ra lần này chúng ta gặp được quý nhân rồi triệu khánh ngọc vui vẻ nói đúng vậy chị dư hân chính là quý nhân của chúng ta triệu đình Tuy nói sau khi lê uy long đưa ngô vi về nhà thì anh ra về cùng chu nhược mai hôm sau thì chu nhược mai đã tự mình lái xe đi đón triệu đình duy và triệu khánh ngọc đến tập đoàn galaxy lúc tới tập đoàn galaxy Triệu Đình Tuy và Triệu Khánh Ngọc đều bị quang cảnh hùng vĩ của tập đoàn Galaxy làm kinh ngạc đến ngây người. Hai anh em nằm mơ cũng không ngờ mình vậy mà có thể đi làm ở công ty lớn như thế. Chu Nhược Mai tự mình sắp xếp chỗ ở cho Triệu Đình Tuy và Triệu Khánh Ngọc, đồng thời cũng sắp xếp một công việc thư ký cho Triệu Khánh Ngọc. Gần đây tập đoàn Galaxy rất nhiều người ra đi, các vị trí đều trống chỗ, ký túc xá cũng rất nhiều chỗ trống. Triệu Đình Tuy và Triệu Khánh Ngọc chẳng những có nơi ở còn có công việc tốt, hai người càng cảm kích Chu Nhược Mai nhiều hơn. Lâm Huyền Thanh và các sinh viên đại học khác đến xin việc ngày hôm qua cũng đến làm việc đúng giờ hôm nay. chương 291 làm chuyện mở ám. Hôm nay Lê Hùng Thanh được ra viện nên Lê Uy Long và Lê Hồng Ngọc đều tới bệnh viện để đón ra viện. Lê Uy Long bảo Lưu Bảo Thông đi theo đến nhà Lê Hồng Ngọc để điều trị bệnh tâm thần cho Bạch Liên. Mấy ngày kế tiếp cũng không có chuyện gì xảy ra. Người của nhà họ Phan biết Lệ Uy Long và người ở bên cạnh anh có thực lực kinh khủng nên tạm thời cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ với Lê Uy Long mà chỉ có thể chờ đợi tập đoàn Galaxy của Chu Nhược Mai đóng cửa để bỏ đá xuống giếng, sau đó tìm cơ hội trả thù Lê Uy Long. Những người lính đánh thuê bí mật vào trong tập đoàn Vương Lôi, dạng sáng mỗi ngày đều sẽ đi tới núi Hồ Sơn để đào hang rồi trở lại trước khi trời sáng mà không cầm theo gì hết hàng đêm thiên thành đều phái người theo dõi tình hình của núi Hồ Sơn rồi báo cáo tình hình của những người lính đánh thuê kia với Lê Uy Long. Một tuần sau, có một đêm Harry lại đến tìm Jock. Ông William, rốt cuộc thì đêm nay chúng ta cũng đã đào được lối vào của nơi cất giấu kho báu. Harry hưng phấn nói. Thật sự là quá tốt rồi, anh có tìm thấy kho báu nào ở trong đó không? Jock hưng phấn nói. Không có, ở trước cửa lối vào nơi cất giấu kho báu có hai cánh cửa bằng đá to lớn vô cùng kiên cố nên chúng tôi không cách nào mở ra được. Harry uể oải nói, "Tại sao lại không mở ra được? Dùng thuốc nổ cũng không thể mở ra được sao?" Jock hỏi. "Chúng tôi đã thử rồi nhưng vẫn không thể mở ra được. Chúng tôi dùng thuốc nổ nhưng hai cánh cửa bằng đá kia vẫn không hề động đậy chút nào." Harry nói thật vất vả mới có thể tìm được nơi cất giấu kho báu chẳng lẽ lại không có cách nào khác có thể mở hai cánh cửa bằng đá này ra sao? Sóc hỏi, chỉ có một cách đó chính là nghĩ cách phá giải thế trận cờ tướng ở trên cánh cửa bằng đá. Harry nói, anh có ý gì, trên cánh cửa bằng đá có thế trận cờ tướng sao? Sóc kinh ngạc hỏi, đúng vậy, trên cánh cửa bằng đá có gắn một số quân cờ thô nặng, đó là một thế trận cờ tướng kỳ lạ. Harry nói, anh có ảnh không đưa cho tôi xem. Jock hỏi, có, lúc nãy tôi có chụp mấy bức ảnh, ông xem thử đi. Harry nói xong thì lấy điện thoại mở những bức ảnh có ván cờ tướng ở trên cánh cửa bằng đá cho Jock xem. Thông qua bức ảnh Jock nhìn thấy ở trên hai cánh cửa bằng đá quả nhiên có khắc một cái bàn cờ lớn, ở phía trên còn bày một số quân cờ màu đen và đỏ. Hơn nữa ở hai bên trái phải của cánh cửa bằng còn khắc hai hàng chữ cứng cắp mạnh mẽ, muốn mở cửa đá thì trước tiên phải phá vỡ thế trận. Sóc không hiểu về cờ tướng của nước Việt nên lập tức gặp khó khăn, ông ta tuyệt đối không ngờ ở trên cánh cửa bằng đá của nơi cất giấu kho báu vậy mà lại có một thế trận cờ tướng, ông ta là người của Đông Quốc cho nên rốt đặc cán mai với cờ tướng của nước Việt. Ông William, chúng ta đều rốt đặc cán mai với cờ tướng của nước Việt. Bây giờ phải làm sao đây? Harry hỏi. Anh gửi mấy bức ảnh cho tôi sau đó tôi sẽ gửi về Đông Quốc để họ nghiên cứu thế trận này, Đông Quốc của chúng ta cũng có rất nhiều người tinh thông cờ tướng của nước Việt. Jock nói được Harry gửi mấy bức ảnh về thế trận cho Jock nếu đã đến được lối vào của nơi cất giấu kho báu thì khoảng thời gian này đừng tới núi hổ sơn nữa để tránh gây sự chú ý đợi đến khi đông quốc của chúng ta phái cao thủ cờ tướng tới rồi dẫn họ đi phá giải thế trận cờ tướng này chỉ cần phá giải thế trận cờ tướng này chúng ta có thể lấy được kho báu ở bên trong Jock nói được vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu hành động ám sát lê uy long Harry hỏi chương 292 sớm muộn gì Lễ Vĩnh Thiên cũng phải chết. Sớm muộn gì Lê Uy Long cũng phải chết, lúc này nhiệm vụ cần thiết nhất là phải lấy được kho báu này, đầu tiên không được di chuyển binh lính, tuyệt đối không được rút dây động rừng. Sóc nói, được rồi, mọi thứ đều nghe theo anh, Harry nói. Trải qua khoảng thời gian chú tâm điều trị của Lưu Bảo Thông, Kiều Vi đã đỡ hơn rất nhiều. Hôm đó, Lê Uy Long và Lê Hồng Ngọc đến bệnh viện thăm Kiều Vi, họ đã được thông báo rằng tiện viện phí của Kiều Vi đã dùng gần hết và phải đóng thêm. Mặc dù Lưu Bảo Thông đã điều trị miễn phí cho Kiều Vi, nhưng Kiều Vi ở trong phòng bệnh của bệnh viện nên vẫn phải đóng tiền viện phí. Vì vậy Lê Uy Long phải qua để đóng viện phí cho Kiều Vi. Gần gây thời tiết thường xuyên thay đổi thất thường, rất nhiều người bị cảm cúm, sốt, rất nhiều người đến khám bệnh, những người chờ đóng viện phí phải xếp thành một hàng dài. Lệ Uy Long cũng phải xếp theo thứ tự, đứng ở phía sau lúc sắp đến lượt Lê Uy Long đóng phí, một người nước ngoài đeo khẩu trang, mặc chiếc quần bò và để dâu ria sồm xoàm cũng đến phòng thu phí. Đứng phía trước Lê Uy Long là một người phụ nữ trẻ tuổi, chỉ còn qua người phụ nữ này là đến lượt Lê Uy Long đóng phí rồi. Nhưng người đàn ông nước ngoài để dâu rậm đó lại không hề xếp hàng, mà ngang nhiên chen vào trước hàng và cũng chen luôn vào trước mặt người phụ nữ kia. Lê Uy Long lập tức cau mày lại, ngay khi anh sắp nổi giận thì người phụ nữ trẻ tuổi ở phía trước đã nói với người đàn ông nước ngoài để dâu kia tại sao anh không chấp hành theo trật tự nơi công cộng ở long quốc của chúng tôi mọi người đều phải xếp hàng anh không hiểu sao xếp hàng gì chứ tôi đang rất vội người đàn ông để dâu khinh thường nói ai mà không vội chứ anh ngang nhiên chen vào hàng như vậy đúng là quá thô lỗ rồi người phụ nữ trẻ tuổi nói quát cái gì chứ đất nước đại long chúng mày toàn những người hèn mọn tao chen hàng đấy, mày làm gì được tao? Còn dám nói thêm một câu nữa, mày có tin tao đánh chết mày không? Người đàn ông nước ngoài để dâu hầm hầm giận dữ, vô cùng kiêu ngạo nói. Khi người phụ nữ trẻ tuổi này nhìn thấy người đàn ông nước ngoài dâu ria sồm xoàm kia vô cùng cao lớn, trông rất hung ác, lập tức cô ta không dám lên tiếng nữa. Những người xếp hàng phía sau nhìn thấy người đàn ông nước ngoài cao to và hung dữ như vậy, dù họ tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Lúc này, cô ý tá Bích Loan tình cờ đi đến phòng thu phí và nhìn thấy người đàn ông nước ngoài chen vào hàng. Nhưng cô ta cũng chỉ là một cô ý tá nhỏ, nhìn thấy có người chen vào hàng, mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cũng không dám nói gì. Ngày trước cô ta trực ca đêm, bây giờ đã chuyển sang ca ngày. Trong lúc mọi người không ai dám lên tiếng, Lệ Uy Long liền lạnh lùng nói với gã đàn ông nước ngoài dâu rìa sồm xoàm kia, tôi cho anh một cơ hội, lập tức ra phía sau xếp hàng, nếu không thì đừng trách tôi không nể nang bản thân anh là hộ soái bảo vệ của long quốc cũng đều phải xếp hàng vậy mà một người nước ngoài ngang nhiên chen vào lại còn kiêu ngạo mà nói ra những lời ngung cuồng như vậy liền khiến anh nổi nóng bích loan nghe thấy lê uy long nói như vậy mới phát hiện lê uy long cũng ở đây còn người đàn ông nước ngoài sau khi nghe thấy lê uy long nói như vậy anh ta vô cùng tức giận lập tức dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào lê uy long nhìn cái gì mau chóng cút ra chỗ khác. Lệ Uy Long là người chỉ huy bảo vệ đất nước, trên chiến trường không thể đếm được những kẻ thù nước ngoài đã chết trong tay anh, anh làm sao phải sợ một người đàn ông nước ngoài dâu ria xồm xoàm này được chứ? Tao không cút, mày làm gì được tao? Người đàn ông nước ngoài nói, tôi khuyên anh đừng ép tôi phải ra tay, nếu không anh sẽ phải hối hận đó. Lệ Uy Long lạnh lùng nói, nhân viên thu viện phí trong bệnh viện nhìn thấy Lệ Uy Long và người đàn ông nước ngoài sắp đánh nhau, vội vàng nói với lê uy long thôi bỏ đi anh ta cũng là người nước ngoài đến để cho anh ta đứng vào hàng phía trước lên đi người nước ngoài thì làm sao ở trên đất nước đại long của chúng ta không có bất cứ người nước ngoài nào được phép dở trò ngang ngược lê uy long tức giận nói lê uy long vốn đã rất ghét những người không chịu tuân theo trật tự công cộng bây giờ người đàn ông nước ngoài dâu Rio xồm xoàm này lại ngang nhiên chen vào hàng lại còn nói năng lỗ mãng anh thật sự không thể chịu được Bích Loan thấy Lệ Uy Long vô cùng quyết liệt như vậy, không khỏi nể phục anh. Sau đó, Lệ Uy Long lại nói với ngoài đàn ông nước ngoài, tôi cho anh 3 giây, sau 3 giây này nếu anh vẫn không biến khỏi trước mặt tôi, thì đừng trách tôi không nể anh. 3 giây sao, cho dù mày cho 300 giây, tao cũng không đi, chỗ này là của tao rồi. Người đàn ông nước ngoài khinh thường nói. Một, Lệ Uy Long không muốn phải phí lời với tên này, liền bắt đầu đếm. Hai, người đàn ông nước ngoài thực sự không coi Lê Uy Long ra gì, còn chủ động đếm giúp Lê Uy Long. Chương 293 người đàn ông thực sự của Long Quốc. Thật ra anh ta là một lính đánh thuê bí mật vào tập đoàn Vương Lôi, bởi vì không hợp với nước ở đây nên cơ thể có chút vấn đề, vì vậy phải vào viện để điều trị. Mặc dù những người lính đánh thuê như bọn họ đến Long Quốc lần này mục đích chính là để ám sát Lê Uy Long những vụ ám sát vẫn chưa bắt đầu, Jock vẫn chưa cho bọn họ xem qua ảnh của Lê Uy Long. Vì vậy bây giờ anh ta không hề biết người đàn ông Long Quốc đang đứng trước mặt dám chống lại anh ta chính là hộ soái bảo vệ của Long Quốc, người mà bọn họ đang muốn ám sát, Lê Uy Long. Những người xếp hàng ở phía sau nhìn thấy Lê Uy Long và gã đàn ông nước ngoài dâu xồm xoàm đang chuẩn bị đánh nhau, họ biết rằng một trận chiến quyết liệt sắp xảy ra, họ đều lần lượt lùi lại phía sau, sợ rằng hai người này sẽ làm liên lụy đến mình. Bích Loan và người phụ nữ trẻ tuổi xếp hàng phía trước Lê Uy Long cũng sợ hãi, nhanh chóng lùi ra phía sau. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lê Uy Long và gã đàn ông nước ngoài. Mặc dù gã đàn ông nước ngoài này vô cùng hung dữ, hơn nữa lại rất to cao, nhưng Lê Uy Long cũng to cao không kém, hoàn toàn không hề thua kém gã đàn ông nước ngoài này về chiều cao và khí thế. Mọi người xung quanh thấy Lê Uy Long cũng to cao không kém gì, họ càng mong chờ trận chiến này hơn. Đây là cuộc đọ sức giữa một người đàn ông của Long Quốc và một người đàn ông nước ngoài. Tất nhiên rằng họ luôn hy vọng Lê Uy Long có thể dạy dỗ nghiêm khắc hã đàn ông nước ngoài dâu dậm này, thể hiện người đàn ông Long Quốc oai phong và ngạo nghễ. Bích Loan cũng biết rằng sức lực Lê Uy Long khá mạnh, cũng hy vọng Lê Uy Long có thể đóng vai người đàn ông uy nghiêm của Long Quốc. 3. Ngay sau khi Lê Uy Long đếm đến 3, không cần phải phí lời nữa, lập tức đấm vào mặt gã đàn ông nước ngoài, nhanh như một tia chớp a à, gã đàn ông dâu rậm này hoàn toàn không thể ngờ rằng Lê Uy Long lại ra nắm đấm với tốc độ nhanh đến như vậy. Trước cú đấm của Lê Uy Long anh ta bị mất cảnh giác liền ngã ngửa xuống đất, chiếc khẩu trang rơi xuống và những chiếc răng đã văng ra khỏi miệng. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Họ cũng không thể tưởng tượng được rằng nắm đấm của Lê Uy Long lại mạnh như vậy, một cú đấm có thể hạ gục được gã đàn ông nước ngoài cao to lực lưỡng như vậy, đúng là sức mạnh trời ban. Thấy Lê Uy Long mạnh mẽ như vậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy như được hả giận, đây mới chính là người đàn ông thực sự của Long Quốc. Bích Loan nhìn thấy Lê Uy Long dám ra tay đánh gục gã đàn ông nước ngoài này, cô ta không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ và càng thêm ngưỡng mộ Lê Uy Long. Khi gã đàn ông nước ngoài ngã xuống đất, thấy vài chiếc răng của mình bị văng ra, mũi miệng chảy đầy máu, lập tức vô cùng tức giận, liền gượng dậy khỏi mặt đất. Mày là một thằng hèn mọn của Long Quốc mà dám đánh tao, tao sẽ đánh chết mày. Gã đàn ông nước ngoài tức giận hét lên, nắm chặt tay thành nắm đấm và xông về phía Lê Uy Long. Mọi người xung quanh nhìn thấy gã đàn ông này há to miệng hung dữ lao về phía Lê Uy Long, họ sợ hãi lùi ra xa. Lê Uy Long lạnh lùng nhìn gã đàn ông dâu rậm này lao về phía mình, đợi gã ta lao đến gần, bất ngờ nhảy lên dùng chân đá vào bụng gã đàn ông này. Cú đá này vô cùng mạnh, đá trực tiếp vào gã đàn ông cao to lực lưỡng, khiến gã đàn ông dâu rậm nặng không dưới 100 cân này cũng bị đá bay. Bây giờ vết thương ở chân phải của anh đã khỏi hẳn, có thể lấy lại được sức lực, đánh nhau với gã đàn ông nước ngoài này chỉ là chuyện đơn giản. a à, gã đàn ông nước ngoài kêu lên một tiếng khủng khiếp, vừa bay về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra tại chỗ. Mặc dù gã đàn ông nước ngoài này là một tên lính đánh thuê đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng anh ta lại đang phải đối mặt với một hộ soái bảo vệ hạng nhất của Long Quốc một tên lính đánh thuê nước ngoài, ở trước mặt một hộ soái bảo vệ của Long Quốc cũng trở nên yếu kém. Những người xem xung quanh thật sự không thể tin vào mắt mình, khi họ thấy Lê Uy Long có thể đá bay một người đàn ông nước ngoài nặng không dưới 100 cân. Nhìn thấy gã đàn ông nước ngoài ngông cuồng tự cao tự đại này bị đánh gục, trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng vui sướng. Bích Loan cũng hết sức ngưỡng mộ Lê Uy Long, đây mới chính là người đàn ông của Long Quốc. Ngày trước Lê Uy Long đã từng cứu Bích Loan, đã khiến Bích Loan ngầm nảy sinh tình cảm. Sau này hai người Lê Uy Long và Ánh Hạ đã tiêu diệt được hơn 200 tên tội phạm trong trận chiến ở thung lũng nhạc khuông khiến cho Bích Loan càng thêm si mê. Giờ đây, trong lúc mọi người không ai dám ra tay, thì Lê Uy Long chỉ cần hai cú đã đánh gục tên đàn ông nước ngoài vinh vinh váo váo, đã khiến cho cô ta bị cuốn hút đến không thể thoát khỏi. Tên đàn ông nước ngoài dâu xồm sồm xoàm kia bay xa mấy mét mới rơi xuống đất, cảm giác vô cùng mạnh, cơ quan nội tạng đã bị đảo tung, một luồng máu phun ra khỏi cổ họng. Phụt, một ngụm máu, máu từ gã đàn ông nước ngoài đó lại phun ra. Anh ta dù có mơ cũng không nghĩ được rằng, bản thân là một lính đánh thuê đã trải qua nhiều trận chiến, hôm nay lại gặp một người đàn ông của Long Quốc lợi hại đến như vậy, khiến bản thân lập tức bị đánh gục mà không có chút sức lực nào để chống lại. Gã đàn ông nước ngoài này vô cùng tức giận, thấy mình như đang làm trò hề cho mọi người ở đây xem, khiến anh ta cảm thấy không còn chút mặt mũi nào. Vì vậy anh ta cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội, chật vật đứng dậy, sau đó hung hăng nói với Lệ Uy Long, mày chết chắc rồi, mày đừng có chạy, ở yên đó đợi tao. chương 294 gọi người tới. Tôi là đàn ông nước Đại Long, từ trước tới giờ lúc xông vào chiến trận chưa bao giờ bỏ chạy. Anh muốn gọi người tới đúng không? Anh cứ gọi đi, Lệ Uy Long nhận thấy Hồ Nam muốn gọi người tới, dĩ nhiên anh cũng sẽ không sợ mà lúc vào trận lại bỏ chạy. Được, mày có khí phách mày cứ chờ đấy cho tao, đồng đội tao sẽ tới ngay thôi. Hồ Nam nói xong thì chạy thẳng ra khỏi bệnh viện gọi điện thoại. Vừa rồi anh ta đã đánh thử xem thực lực của Lê Uy Long, biết mình không phải là đối thủ của Lê Uy Long, bị Lê Uy Long đánh bại trước mặt bao người, phải tìm đồng đội tới xử lý mới được. Hồ Nam vừa đi khỏi thì những người đứng xem vội súng lại khuyên ngăn Lê Uy Long. Người anh em, cậu mau đi nhanh đi, vừa rồi tên Hồ Nam kia cũng đã nói, Chắc chắn anh ta sẽ gọi người tới nhanh thôi. Đúng vậy, những người nước ngoài rất dữ dằn, chắc chắn anh ta sẽ không tha dễ dàng cho anh đâu. Không đi nhanh là không kịp đó, chờ chút nữa tên Hồ Nam gọi người tới rồi thì anh lại gặp chuyện rắc rối. Lê Uy Long nói, mọi người không phải lo lắng, ở địa bàn nước Đại Long chúng ta, anh ta sẽ không gây chuyện sóng gió gì lớn đâu. Anh chính là một bảo vệ quốc gia xuất sắc, nếu ở địa bàn mình là nước Đại Long đây là bị dọa sợ phải chạy trốn chuyện này là phát tán ra ngoài thì vứt hết mặt mũi nước đại long chuyện như thế này nghiêm cấm không được xuất hiện ở anh lê lê uy long nếu không thì anh gọi cho cảnh sát báo án đi để cảnh sát giúp anh xử lý bọn họ lúc này bích loan mới nói không cần phải gọi cảnh sát tới tự tôi cũng có thể giải quyết hết bọn họ lúc này lê uy long mới phát hiện thấy bích loan cũng có mặt ở đây nếu như anh ta mà gọi nhiều người tới thì chẳng phải anh gặp nguy hiểm sao bích loan lo lắng hỏi vậy thì tôi cũng gọi mấy người tới tuy lê uy long đánh thắng hồ nam chỉ với hai chiêu nhưng anh cũng nhận ra tên hồ nam kia chắc chắn không phải người tầm thường là người có thực lực vì vậy anh cũng muốn gọi thiên thành đưa vài người tới nếu như không rõ lai lịch thân thế hồ nam dám gây chuyện hay không anh cũng không phiền mà giết anh ta ngay tại đây vì vậy lê uy long đi tới một góc khuất bấm điện thoại gọi một cuộc anh thiên có chuyện gì sao Thiên Thành hỏi, lập tức đưa Hà Ngọc Lan và 20 tên lính đặc trùng tốt nhất đi tới bệnh viện. Lê Huy Long nói, vâng, Thiên Thành lập tức chấp hành mệnh lệnh. Một nhóm lính đặc trùng tốt nhất sau khi theo anh đi tới phía Nam Quảng Thành, cho tới bây giờ thì Lê Huy Long chưa sai bảo gì bọn họ. Đây là lần đầu tiên Lê Huy Long tập hợp tất cả bọn họ, Thiên Thành biết tình hình chắc rất nghiêm trọng. Vì vậy Thiên Thành tò mò hỏi, anh Thiên, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra vậy? Có một người nước ngoài muốn gọi người tới đánh tôi." Lê Uy Long nói. "Hóa ra là như vậy, tôi sẽ dẫn người tới ngay." Thiên Thành nghe Lê Uy Long nói xong thì bỗng nhiên tức giận, lại có người nước ngoài dám gọi người tới đánh bảo vệ quốc gia xuất sắc của nước Đại Long, chuyện này không thể đùa được. Dám đánh người bảo vệ quốc gia xuất sắc, đó cũng chính là muốn đối đầu với nước Đại Long. Với kẻ địch, có bị giết cũng xứng đáng. Sau khi ngắt cuộc gọi, Thiên Thành lập tức gọi Hà Ngọc Lan và 20 người lính đặc trùng tốt nhất, và còn mang theo súng chạy tới bệnh viện. Lệ Uy Long vừa nói chuyện điện thoại với Thiên Thành xong thì trở lại khu thu phí, xếp hàng chờ nộp tiền nằm viện cho Kiều Vi. Lệ Uy Long đóng tiền viện phí xong không bỏ đi ngay mà đứng đó chờ. Những người vây xung quanh xem kia thấy Hồ Nam mãi chẳng đưa người tới thì lại xếp hàng đóng tiền. Bọn họ đều ngầm hiểu là một chút nữa sẽ có một vở kịch đặc sắc để xem, nộp tiền xong không muốn đi ngay để tránh bỏ lỡ cơ hội xem một vở kịch hay. Lê Uy Long, anh đã gọi người tới chưa? Bích Loan đi tới trước mặt Lê Uy Long hỏi. Đã gọi, Lê Uy Long nói. Người anh gọi tới tên là gì? Bích Loan lại hỏi. Chờ chút nữa cô sẽ tự biết. Lê Uy Long không muốn nói nhiều thêm. chương 295 là anh ta đánh tôi. Vừa rồi chuyện Lê Uy Long đánh nhau với Hồ Nam đã nhanh chóng chuyển tới tai Lưu Bảo Thông, Lê Hồng Ngọc và Kiều Vi lưu bảo thông biết lê uy long đánh nhau với một tên nước ngoài ở bệnh viện thì vội vàng chạy ra ngoài xem tình hình thế nào kết quả thì tuy anh là là bác sĩ quân đội cũng có trách nhiệm bảo vệ an toàn giống như lê uy long lê hồng ngọc và kiều vi biết chuyện lê uy long và một người nước ngoài đánh nhau thì cũng chạy từ phòng bệnh ra xem rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra bây giờ kiều vi có thể bước xuống giường đi lại chỉ cần mấy ngày nữa là có thể xuất viện anh thiên anh không sao chứ lưu bảo thông chạy tới trước mặt lo lắng hỏi lê uy long không sao không phải lo lắng lê uy long nói tôi nghe nói là tên nước ngoài đánh anh đang gọi người tới có phải chuyện này là thật lưu bảo thông hỏi tiếp đúng vậy lê uy long nói chuyện đó tên nước ngoài kia là ai lưu bảo thông hỏi tiếp chắc chắc có thực lực anh ta không phải người bình thường lê uy long nói vậy giờ phải làm sao lưu bảo thông gấp gáp hỏi tôi đã gọi cho Thiên Thành đưa người tới. Lê Uy Long nói. Vậy thì tốt rồi, Lưu Bảo Thông biết Lê Uy Long đã gọi cho Thiên Thành đưa người tới thì cũng yên tâm hơn. Lúc này Lê Hồng Ngọc và Kiều Vi đi tới nơi xảy ra chuyện. Lê Uy Long, nghe nói vừa nãy anh đánh nhau với một người nước ngoài, chuyện này có đúng hay không? Lê Hồng Ngọc hỏi. Đúng vậy, Lê Uy Long không ngờ rằng chuyện đó lại truyền tới tai thầy giáo của mình. Tại sao cậu lại đánh nhau với anh ta? lê hồng ngọc hỏi vì anh ta không những chen lấn hàng mà còn nói ô nhục nước đại long chúng ta lê uy long nói dám làm ô uế nước đại long chúng ta sao vậy thì anh ta đáng bị đánh lê hồng ngọc nói tuy cô chỉ là một người phụ nữ bé nhỏ nhưng đối với sự khinh miệt nước đại long cô cũng sẽ không để mình lê uy long đứng ra một mình cô là một hiệu trưởng lại là chủ nhiệm lớp lê uy long chắc chắn có tinh thần yêu nước vô cùng sâu đậm nếu không có thì làm sao cô có thể dạy được một người bảo vệ đất nước xuất sắc. Đứng vậy, không cho bọn họ xem một chút thì anh ta không biết nước Đại Long chúng ta lợi hại thế nào. Lê Uy Long nói, ngay lúc này, cái tên Hồ Nam vừa bị Lê Uy Long đánh lúc trước mang theo sau người đàn ông nước ngoài có dáng vóc cao to, mặt hầm hầm sát khí xông vào. Những người vây xung quanh xem kịch thấy khí thế dũng mãnh của mấy người nước ngoài thì sợ vội vã chạy những người này vừa nãy còn đang nghĩ Hồ Nam đã đi thì không quay lại, không được xem một màn kịch hay. Thấy Hồ Nam đưa đến sáu tên người nước ngoài, vẻ mặt ai nấy cũng hầm hầm, đám người đứng xem biết lần này có kịch hay để xem. Chính là anh ta đánh tôi. Từ xa Hồ Nam đã chỉ tay vào Lê Uy Long nói với sáu người kia. Lưu Bảo Thông thấy đối phương đã dẫn người tới nhanh như vậy, trong lòng có hơi lo lắng. Không phải anh ta sợ mất mạng và chuyện anh ta lo lắng chính là không bảo vệ được cho Lê Uy Long. Mình chết không sao, nhưng Lê Uy Long không thể xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, dù là chuyện nhỏ nhất. Thiên Thành đưa người từ quán ba tới cũng phải mất một chút thời gian, những tên nước ngoài này tới hơi nhanh, vượt qua dự liệu của anh ta. Hồ Nam đưa tới là 6 tên lính đánh thuê, vừa rồi bọn họ đi loanh quanh dạo chơi mấy cửa hàng gần đây thì nhận được điện thoại gọi đến của Hồ Nam, bọn họ lập tức chạy tới, vì vậy nhanh hơn người của Thiên Thành một chút. Bây giờ bọn họ không cần phải đánh chém giết gì, rảnh rỗi đến khó chịu, vì vậy mọi người quyết định đi dạo chơi. Lệ Uy Long thấy Hồ Nam đã đưa người tới thì lập tức chuẩn bị xông vào ứng chiến. Nhưng, ngoài dự tính của Lệ Uy Long, Hồ Nam và 6 người nước ngoài kia đi tới gần, đột ngột rút súng chĩa vào anh. Chương 296 sắp chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Lệ Uy Long không ngờ những người nước ngoài này có mang theo súng. Hơn nữa còn dám ở ngay sảnh lớn, chỉa súng vào anh. Lưu Bảo Thông thấy Lê Uy Long đột một bị nhiều nòng súng chỉa vào người như vậy, kinh ngạc. Nhiều nòng súng chỉ vào Lê Uy Long cùng một lúc như vậy, anh ta cũng không có cách giải quyết. Chuyện không nắm chắc trăm phần trăm, anh ta không dám manh động. Nếu không, mất nhiều hơn được, như vậy sẽ làm cho Lê Uy Long bỏ mạng dưới họng súng của họ. Những người vây xem vốn chỉ muốn hóng chuyện, không ngờ những người nước ngoài này vừa tới chưa nói gì đã rút súng. Họ sợ đến ngu người, lần lượt rời đi. Nếu dùng tay không đánh nhau, họ sẽ rất vui vẻ mà hóng chuyện, nhưng bên kia lại lấy súng ra, họ cũng chẳng dám hóng nữa. Súng đạn không có mắt, nếu nổ súng, họ bị đạn lạc bắn trúng, lúc đó thì xong đời. Nhân viên thu phí cũng bị dọa cho chạy mất dép hết. Chỗ thu phí vốn dĩ rất đông, giờ đã trống không, chỉ có Lệ Dung, Kiều Vi, Bích Loan và Lưu Bảo Thông là còn đứng ở chỗ cũ. Lệ Dung Kiều Vi và Bích Loan nhìn thấy Lệ Uy Long bị mấy người nước ngoài chĩa súng vào người, đều bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Các cô muốn cứu Lệ Uy Long nhưng không làm được gì. Lệ Uy Long thấy Lệ Dung và Kiều Vi, Bích Loan vẫn chưa chạy đi, vội nói với Lệ Dung, "Cô Dung, cô hãy đưa hai người bọn họ chạy đi." "Bọn tôi đi rồi, cậu phải làm sao?" Lệ Dung hỏi. "Tự tôi có cách, mọi người ở đây chỉ thêm gánh nặng cho tôi thôi." Lệ Uy Long nói. Được, vậy cậu cẩn thận đó. Lê Giai Huệ biết bản thân ở đây cũng không giúp gì được cho Lê Uy Long, chỉ thêm gánh nặng cho anh ta, liền kéo Kiều Vi và Bích Loan chạy đi. Lúc này, cái tên Hồ Nam bị Lê Uy Long đánh lúc trước, cũng cầm lấy súng, chỉa vào chán Lê Uy Long, đắc ý nói, lúc nãy mày kiêu ngạo lắm mà. Đến đánh tao đi. Mấy người dám tàng chữ súng ống ở trong Long Quốc của chúng tôi, còn dám chỉa súng vào tôi, các người hết đường sống rồi. Lê Uy Long mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói. Thấy mấy người nước ngoài này có mang súng, anh ta đã nghĩ đến những tên lính đánh thuê đang bí mật thâm nhập vào tập đoàn Đế Hào mà Thiên Thành đã báo. Những tên người nước ngoài này, cực kỳ có thể là những tên lính đánh thuê kia. Trừ lính đánh thuê ra, làm gì có ai dám sử dụng súng công khai ở Long Quốc? Nếu họ đã là lính đánh thuê, hơn nữa còn chỉa súng vào anh ta, vậy bọn họ chắc chắn chết không cần nghi ngờ. Chỉ cần Thiên Thành đưa đội đặc chủng tinh anh tới đây, thì giờ chết của họ tới rồi. Cái chết ở ngay trước mắt rồi, mày còn cứng miệng quá nhỉ. Hồ Nam không ngờ Lệ Uy Long bị chỉa súng vào người mà không có chút hoảng sợ nào, còn có thể kiên định như vậy, làm cho gã rất không vui. Rốt cuộc mấy người là ai? Lệ Uy Long lạnh lùng hỏi. Mày không cần quan tâm bọn tao là ai, nếu mày không muốn chết, thì quỳ xuống dập đầu với bạn tao, thừa nhận đàn ông của Long Quốc toàn lũ nhát gan, là đồ bỏ đi, thì tao chỉ đánh gãu tay chân mày, tha cho mày một mạng. Hồ Nam không hề vội nổ súng bắn Lê Uy Long, mà muốn làm nhục anh ta trước. Anh đừng có mơ, lòng quốc của chúng tôi là một nước lớn, anh hùng lấp lấp, đàn ông nhiều không cần đếm, muốn tôi quỳ trước mặt anh, anh bỏ cái ý định đó đi. Lê Uy Long nói, có tin tao nổ súng bắn nát chân mày ngay bây giờ không? Hồ Nam thấy Lê Uy Long bị chỉa súng vào người cũng không chịu quỳ, nháy mắt lửa bốc lên đầu. Anh Thiên, Lưu Bảo Thông muốn đi cứu Lê Uy Long, nhưng lại không dám làm bừa, phút chốc không biết nên làm thế nào. Anh đi gọi điện nói cho Thiên Thành, tôi bị người ta chỉa súng vào người, bảo anh ta đến nơi, thì xử đẹp đám người này đi. Lê Uy Long nói với Lưu Bảo Thông. Được, Lưu Bảo Thông lập tức rời đi, chạy đến một góc không người, gọi cho Thiên Thành. Lúc này Thiên Thành và Hà Ngọc Lan dẫn theo đội đặc trùng tinh anh chạy nhanh hết mức đến bệnh viện, đột một nhận được cuộc gọi của Lưu Bảo Thông, anh ta lập tức nhấc máy. Bác sĩ Thông, có chuyện gì vậy? Thiên Thành hỏi. Tướng quân cương, mọi người đến đâu rồi? Lưu Bảo Thông hỏi gấp. chương 297 không thể vứt bỏ tôn nghiêm của Long Quốc. Chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện, sắp đến rồi. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Thiên Thành hỏi. Soái tướng đang bị một đám người nước ngoài chỉa súng vào người, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Lưu Bảo Thông nói cái gì soái tướng thế mà bị người khác chỉa súng à thiên thành hết sức ngạc nhiên phải anh ấy bảo mấy anh khi đến bệnh viện lập tức xử sạch đám người nước ngoài này lưu bảo thông lập tức truyền lệnh của lê uy long cho thiên thành đã biết thiên thành biết được lê uy long bị người khác chỉa súng vào người trong lòng gấp như đứng trên đống lửa lập tức ngắt máy sau đó ra lệnh cho cấp dưới tiếp tục tăng tốc lúc lưu bảo thông gọi cho thiên thành lê hồng ngọc cũng đang gọi điện báo cảnh sát Kể hết mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện cho cục cảnh sát thành phố. Cô ta cảm thấy, tình hình lúc này, có thể chỉ có người của cục cảnh sát thành phố mới cứu được Lê Uy Long, nên mới báo chuyện cho cục cảnh sát thành phố. Ánh Hạ biết được có một đám người nước ngoài chĩa súng vào Lê Uy Long ở bệnh viện, cũng cực kỳ ngạc nhiên, lập tức lệnh cho người của cục cảnh sát thành phố nhanh chóng tới bệnh viện. Sau khi Lưu Đại Thông gọi cho Thiên Thành, lập tức trở về nơi xảy ra chuyện, xem xét sự thay đổi của tình hình anh ấy đã nắm một cây kim châm bạc trong tay nếu lê uy long gặp nguy hiểm về tính mạng anh ấy sẽ không màng tất cả mà ra tay kể cả việc đỡ đạn cho lê uy long lúc này cái tên đàn ông ngả ngớn kia hỏi lê uy long mày có quỳ hay không đàn ông của long quốc chúng tôi đều là người cứng rắn tuyệt đối sẽ không quỳ dưới chân người khác có ngon thì mày nổ súng đi lê uy long hiên ngang nói nếu những người này thật sự nổ súng anh vẫn có cơ hội tránh thoát anh có thể nhảy lên trên trốn khỏi nhóm bắn tỉa đầu tiên của họ. Nhưng mà, những người anh phải đối mặt toàn là những tên lính bắn tỉa đã trải qua trăm trận chiến, anh cũng không có chắc chắn hoàn toàn có thể tránh khỏi tất cả đường đạn của họ. Đây chỉ là cách bất đắc dĩ, rất nguy hiểm, nếu họ thật sự nổ súng, anh chỉ có thể tránh bằng cách này. Tránh được hay không, chỉ có thể phó mặc cho trời. May vì bảo vệ tôn nghiêm của Long Quốc, mà đến mạng cũng không cần. Người đàn ông để dâu vừa nãy bị Lê Uy Long đánh đến mặt quét đất, nhìn như một tên ngốc, gã cảm thấy không làm Lê Uy Long xấu mặt, mà đánh chết anh, thì quá nhàm chán. Cho nên, gã không vội nổ súng, mà muốn Lê Uy Long quỳ trước chân gã xin tha như một con chó đá, làm nhục anh xong rồi giết sau, như này mới hả giận. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng không thể vứt bỏ tôn nghiêm của Long Quốc. Lê Uy Long nói, được, nếu mày đã không sợ chết, vậy tao đánh gãy chân mày trước, tao coi mày đứng như nào. Người đàn ông để dâu nói xong, liền cầm súng nhắm thẳng vào chân phải của Lê Uy Long. Còn những lính đánh thuê khác, vẫn luôn chỉa súng vào Lê Uy Long, chỉ cần Lê Uy Long có bất kỳ hành động phản kháng nào, bọn chúng sẽ nổ súng bắn chết anh. Những tên lính đánh thuê này đến giờ vẫn chưa biết, người đang bị họ chỉa súng chính là soái tướng và Lê Uy Long của Long Quốc mục tiêu ám sát của chúng khi đến thành phố Đà Lạt lần này. Nếu bọn chúng biết, thì đã nổ súng từ lâu rồi. Ngay lúc người đàn ông để dâu sắp bóp cò, một vệt sáng màu bạc bay đến đập chúng tay phải đang cầm súng của gã. A à, cổ tay phải của người đàn ông để dâu bị cây kim châm màu bạc đâm vào, phát ra tiếng kêu sợ hãi, cả cánh tay phải không còn cử động được, súng trong tay cũng rơi xuống. Cây kim châm bạc này là do Lưu Bảo Thông phóng qua. Lưu Bảo Thông thấy người đàn ông để dâu muốn nổ súng bắn Lê Uy Long dưới tình hình khẩn cấp như này anh ấy chỉ có thể phóng kim châm bạc ra, làm cho người đàn ông để dâu bị thương. Sáu tên lính đánh thuê khác thấy tay của người đàn ông để dâu đột một bị ghim đầy kim châm bạc, mà súng cũng rơi xuống, bọn chúng đều cảm thấy kinh ngạc, không biết ai phóng kim châm. Nếu đã không biết kim châm bạc do ai phóng, bọn chúng chỉ có thể chọn bắn chết Lê Uy Long trước, sau đó mới đi tìm kẻ đã âm thầm phóng kim châm bạc. Nên là, sáu tên lính đánh thuê không hẹn mà cùng nhau hành động, nổ súng về phía Lê Uy Long chương 298 lưu bảo thông hỗ trợ. Lê uy long lập tức bật dậy, nhảy lên không chung. Păng păng păng, một loạt tiếng súng vang lên, bọn lính bắn thuê đã bắt đầu nổ súng. Nhưng Lê Vĩnh Thiên đã nhảy lên, đường đạn bay dưới chân anh. Lưu Bảo Thông thấy bọn chúng nổ súng tập thể vào Lê Uy Long, nháy mắt kinh ngạc, lại vội vàng phóng kim châm bạc. Những người đang núp xem ở phía xa, thấy mấy người nước ngoài nổ súng với Lê Uy Long thật, đều bị dọa cho hết chói tai. Lúc này, một tên lính đánh thuê phản ứng nhanh thấy Lê Uy Long nhảy lên trên, lập tức chỉa súng ngắm chúng vào Lê Uy Long. Mà ngay lúc này, một loạt ánh bạc bay qua, đâm vào tay của tên lính đánh thuê đang ngắm bắn Lê Uy Long. A tay của tên lính đánh thuê ghim đầy kim châm bạc, lại thêm một tiếng hết sợ hãi, tay phải không động đậy được, súng trong tay lại rơi xuống. Những tên lính đánh thuê khác thấy đồng bọn của mình bị đánh lén, kinh ngạc trong nháy mắt lần lượt nhìn về hướng bay của kim châm bạc sau đó thấy một bác sĩ nam mặc đồ trắng đứng đó không xa bọn chúng liền biết những kim châm bạc bay ra từ trong góc tối do bác sĩ này phóng ra nên hai trong số bọn chúng liền chuyển hướng súng nhắm vào lưu bảo thông ba người khác vẫn chìa súng vào lê uy long chuẩn bị nổ súng lúc này lưu bảo thông cũng không kịp phóng thêm châm nào nữa nhưng anh ấy cũng không trốn tránh mà vẫn đứng chờ bọn chúng nổ súng bởi vì anh ấy biết nếu anh ấy chạy đi, bọn chúng sẽ tiếp tục tập trung hỏng súng vào Lê Uy Long. Anh ấy phải rời bất lực chú ý của bọn chúng, để nới chút thời gian cho Lê Uy Long. Vì Lưu Bảo Thông vừa phóng kim châm, đã giải quyết một hồi nguy hiểm dùm Lê Uy Long, lúc này anh đang đáp xuống từ không trung, đáp trên đầu bọn lính đánh thuê. Bốp bốp, Lê Uy Long thấy có hai tên lính bắn thuê muốn nổ súng bắn Lưu Bảo Thông, anh dạng hai chân ra đá vào đầu hai tên lính đánh thuê sắp nổ súng. A, à a à, hai tên lính đánh thuê kia bị Lê Uy Long đá trúng đầu, hét lên thảm thiết, bay ra đằng sau. Sau khi Lê Uy Long đá bay hai tên lính đánh thuê, bản thân anh cũng ngã xuống đất, vừa lúc ngã xuống trước mặt ba tên lính đánh thuê không bị thương còn lại. Ba tên lính đánh thuê còn lại sau một hồi kinh ngạc, lại chuyển hướng họng súng ngay lập tức, nhắm vào Lê Uy Long. Người đàn ông để dâu và tên lính đánh thuê đằng sau vừa nãy bị lưu bảo thông phóng kim châm ghim vào tay lúc này cũng đã dùng tay trái nhặt súng lên, chuẩn bị nổ súng bắn Lê Uy Long. Hai tên lính đánh thuê khác vừa nãy bị Lê Uy Long đá bay, lúc này cũng đã đứng lên, cầm súng nhắm thẳng vào Lê Uy Long. Bọn chúng là lính đánh thuê có kinh nghiệm hơn trăm trận chiến, phản ứng cực kỳ nhanh, chúng cũng đã nhận ra Lê Uy Long là cao thủ, bác sĩ phóng kim châm cũng là cao thủ. Vì thế, chúng phải đánh nhanh thắng nhanh, đánh chết Lê Uy Long đứng ngay trước mắt trước, sau đó mới xử lý tên bác sĩ phóng kim châm. Lúc này Lưu Bảo Thông đã giấu kim châm trong tay, nhưng thấy nhiều người cùng lúc chỉa súng vào Lê Uy Long, anh ta cũng không biết nên đánh lén ai trước. Lê Uy Long bị vây giữa đám lính đánh thuê, trong chốc lát bốn phía đều là kẻ địch. Tô Ánh Mỹ, Lê Hồng Ngọc và Kiều Vi thấy Lê Uy Long bị bao vây, đều bị dọa đến mặt trắng bệch, mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Thành đã cùng Hà Ngọc Lan và đội đặc trùng Tinh Anh tiến vào. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan cùng đội đặc trùng Tinh Anh vừa đến đã thấy Lê Uy Long bị bảy người nước ngoài chỉa súng vào người, toàn bộ cảm thấy kinh sợ. Vì Lê Uy Long bị vây ở giữa, Thiên Thành và Hà Ngọc Lan không ai dám nổ súng. Vì họ sợ sẽ bắn trúng Lê Uy Long. chương 299 chỉ vì chen hàng mà bị bắn chết. Cho dù có bắn trúng đám người nước ngoài kia trước, sau khi đạn xuyên qua cơ thể chúng, cũng có thể làm Lê Uy Long bị thương. Trong lòng nóng này, Thiên Thành chỉ có thể tức giận hô lên, dừng tay. Tiếng hét giận dữ này, như một hồi sấm, làm bọn lính đánh thuê giật nảy mình, lần lượt quay đầu, muốn xem xem đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, bọn chúng thấy có một đám người người cầm súng ở ngoài cửa, nháy mắt cảm thấy kinh sợ. Chúng hoàn toàn không ngờ sẽ đột một xuất hiện một đám người có trang bị đầy đủ. Hơn nữa xem quần áo họ đang mặc, những người này không phải người của cục cảnh sát thành phố, không biết sốt cuộc họ từ đâu đến. Lệ uy Long nhân lúc bọn lính đánh thuê đang ngớ người, phá vòng vây sông ra, bỏ chạy. Nếu Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đã tới đây, Lệ uy Long cũng lười ra tay với bọn lính đánh thuê. Tự bản thân anh chạy thoát là được, còn lại cứ để cho đám Thiên Thành làm việc. Lưu Bảo Thông thấy cuối cùng Thiên Thành cũng đem người tới, nháy mắt thả lòng kim châm trong tay anh ấy cũng lười phóng ra thiên thành thấy lê uy long đã chạy thoát lập tức hô to nổ súng păng 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 păng, păng. một trận tiếng súng cùng lúc vang lên rầm trời lúc trên đường vội đến bệnh viện thiên thành đã dặn bọn họ mấy tên người nước ngoài lấy súng uy hiếp lê uy long nên cứ giết không tha đám người nước ngoài này bây giờ họ nghe thấy lệnh của thiên thành lập tức nổ súng à, à, à bọn lính đánh thuê vẫn chưa phản ứng được thì đã lần lượt trúng đạn kêu rên thảm thiết nhưng vẫn không kịp ngã xuống tô ánh mỹ lê hồng ngọc và kiều vi thấy thiên thành và hà ngọc lan dẫn theo một đám người một đường giết vào hơn nữa còn không cho đám người nước ngoài có cơ hội nổ súng quả tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể hạ xuống păng 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 thiên thành hà ngọc lan và những đặc trùng tinh anh vẫn tiếp tục nổ súng bởi vì mấy tên người nước ngoài này dám dùng súng muốn giết lê uy long họ đều rất tức giận hơn nữa họ đều thấy được những người bí mật xâm nhập vào tập đoàn vương lôi mà bọn họ vẫn luôn theo dõi là đám lính đánh thuê đó nếu chúng đã là lính đánh thuê vậy thì càng không thể nhẹ tay với chúng người của bọn lính đánh thuê đều bị bắn thành tổ ong mới lần lượt ngã xuống thấy bọn lính đánh thuê đều ngã trên vũng máu thiên thành mới ra lệnh dừng lại sau đó lần lượt chạy đi bao vây chúng lại kiểm tra xem có ai chưa chết không. Nhưng mà, bọn lính đánh thuê này đã bị bắn thành tổ ong, còn có thể không chết à. Bọn chúng đã chết sạch hết rồi. Người đàn ông để dâu đương nhiên cũng không thoát chết, gã có mơ cũng không ngờ rằng, bản thân chỉ chen hàng tí thôi, mà lại gây ra tai họa mất mạng, chết trong bệnh viện. Mấy tên lính đánh thuê cũng không ngờ, chúng đã tham gia hơn trăm trận chiến, vậy mà đến cơ hội phản kháng cũng không có, thì đã bị bắn chết. Đây đều là vì chen hàng dẫn đến họa đổ máu. Mọi người ở hiện trường cũng không ai ngờ, chỉ tại vì có người chen hàng, lại có thể dẫn ra vụ án máu lớn như này. Những tên lính đánh thuê nước ngoài đến chết cũng không biết, bản thân chết vì đã đụng tới soái tướng bảo vệ long quốc và Lê Uy Long. Chương 300 tôi đích thân dạy ông ta xử lý thế nào. Một số người vây xem nhát gan, thấy đám người nước ngoài đều nằm trong vũng máu, đều không dám xem tiếp nữa. Lê Hồng Ngọc Tô Ánh Mỹ và Kiều Vi thấy Lê Uy Long đã thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng họ cũng yên tâm. Nhưng thấy cái chết thảm thiết của bọn người nước ngoài, cả người đều bị bắn thành những lỗ máu, họ cũng không dám tới gần. Anh Thiên, anh không sao chứ? Hà Ngọc Lan chạy lại hỏi Han Lê Uy Long. Tôi không sao, Lê Uy Long nói. Anh Thiên, thật xin lỗi, tụi tôi đến trễ, để anh chịu kinh hãi rồi. Thiên Thành nói với giọng đầy hối lỗi. Tôi giống bị kinh hãi lắm à? chỉ có vài tên lính đánh thuê mà thôi, có thể dọa được tôi à? Lê Uy Long nói. Lúc này, đội lính đặc trùng tinh anh đã bao vây nghiêm ngặt, không để ai đến gần Lê Uy Long. Cũng phải, chuyện này, xử lý thế nào? Thiên Thành hỏi. Chuyện này là chúng tự ý hành động, dám chỉa súng vào tôi, chúng chết cũng không oan. Gọi Cục trưởng Cục Công an thành phố cho tôi, tôi đích thân dạy ông ta xử lý thế nào? Lê Uy Long nói. Anh biết, giết bảy người nước ngoài trong bệnh viện, người của cục cảnh an thành phố Đà Lạt chắc chắn sẽ tới xử lý, bắt buộc phải nói trước một tiếng với cục trưởng cục công an thành phố mới tốt. Nếu không, đợi lát nữa người của cục công an thành phố tới, họ không biết bọn người nước ngoài này là lính đánh thuê, đến lúc đó lại xung đột nội bộ, vậy thì không ổn. Vâng, Thiên Thành lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho cục trưởng cục công an thành phố, sau đó đưa điện thoại cho Lê Uy Long nghe. Lê Hồng Ngọc của ánh Mỹ và Kiều Vi thấy Thiên Thành và đám người này rất cung kính với Lê Uy Long, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, không biết tại sao họ lại xem trọng Lê Uy Long như thế. Lê Uy Long cầm lấy điện thoại của Thiên Thành, đúng lúc cục trưởng cục công an thành phố nhận điện thoại. "Xin chào, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia?" Cục trưởng cục công an nói. "Ông ta không có số điện thoại của Thiên Thành, nên không biết ai gọi cho mình." "Tôi là Lê Uy Long." Lê Uy Long nói. Cục trưởng Cục Công an vừa nghe là Lê Uy Long, giật nảy mình, không ngờ Lê Uy Long sẽ đích thân gọi cho ông ta. Lần trước Lê Uy Long gọi ông ta và một số lãnh đạo cấp cao của quân khu, cùng với lãnh đạo cấp cao của thành phố Đà Lạt đến để họp, ông ta đã biết Lê Uy Long là tổng chỉ huy của đội giám sát. Tổng chỉ huy Thiên, có chỉ thị gì, cứ phân phó. Cục trưởng Cục Công an cung kính hỏi. Vừa nãy tôi giết 7 người nước ngoài trong bệnh viện thành phố Đà Lạt ông đừng để người của Cục Cảnh sát thành phố nhúng tay vào chuyện này. Lê Uy Long nói. Cục trưởng Cục Công an nghe Lê Uy Long nói như vậy, kinh ngạc trong nháy mắt, không ngờ Lê Uy Long sẽ giết 7 người nước ngoài trước đám đông. Tổng chỉ huy thiên, sao anh lại giết 7 người nước ngoài kia vậy? Cục trưởng Cục Công an khó hiểu hỏi. Giết người nước ngoài, chắc chắn sẽ bùng nổ đó, rất khó để đè chuyện này xuống, đây không phải chuyện nhỏ, anh ta phải làm rõ chuyện này tại vì bọn chúng cầm súng muốn giết tôi trước lê uy long nói bọn chúng liều tới vậy à dám công khai cầm súng giết anh cục trưởng cục công an lại tiếp tục kinh ngạc phải họ không phải người nước ngoài bình thường mà là lính đánh thuê lê uy long nói cái gì có lính đánh thuê nước ngoài đến thành phố đà lạt cục trưởng cục công an kinh ngạc hơn nữa đúng vậy lê uy long nói bọn lính đánh thuê này đến thành phố đà lạt làm gì cục trưởng cục công an hỏi ông thân là cục trưởng cục công an mà không biết bọn lính đánh thuê này bí mật thâm nhập vào thành phố đà lạt còn dám hỏi tôi sao lê uy long mất kiên nhẫn nói tôi cục trưởng cục công an đổ mồ hôi bản thân là cục trưởng cục công an loại tình hình này mình nên biết từ sớm rồi nhưng đến giờ bản thân vẫn chưa biết còn đi hỏi ngược lê uy long đúng thật không ổn được rồi bọn chúng hành động khá bí mật núp cũng khá kỹ ông không biết cũng là chuyện bình thường tôi cũng chả có ý trách ông Bây giờ ông không cần quan tâm bọn chúng đến thành phố Đà Lạt làm gì, ông chỉ cần đừng để cục cảnh sát thành phố Đà Lạt nhúng tay vào chuyện này là được." Lê Uy Long nói. Bản thân anh có thể biết trước những người nước ngoài này là lính đánh thuê, là vì nhờ Thiên Thành sử dụng mạng lưới tình báo của Long Quốc mới tra ra được. Mà cục trưởng cục công an không biết có lính đánh thuê bí mật thâm nhập cũng là chuyện bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 300.